xin chào tất cả mọi người đến với chương trình livestream từ thành phố Mississauga, tỉnh Ontario, Canada. À, bây giờ là 10 giờ 8 phút sáng ngày chủ nhật. giờ Việt Nam là 9 giờ 8 phút tối ngày chủ nhật. À, xin chào tất cả mọi người tôi đang xài một cái mic được cắm vào một cái laptop mà tôi thường hay xài cho nên các anh chị em có thể cho tôi biết âm thanh nó như thế nào à, nếu âm thanh nó đi trực tiếp từ cái laptop thì nó sẽ có một cái tiếng giống như là cánh quạt của máy bay trực thăng à, còn hiện tại nó đang được cắm qua một cái uh, uh, micro thì không biết âm thanh nó có tốt hơn hay không xin các anh chị em có thể cho uh, một uh, cái uh, nhận xét xem là âm thanh có ổn hay không để tiếp tục tiếng nói hơi nhỏ uh, bây giờ thì sao ạ uh, anh, uh, anh 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 thọ cho hỏi uh, âm thanh bây giờ thì sao rồi anh À, đây là một cái mic nó cũng tương đối cũ, à, tôi đang cố gắng cắm vào cái laptop để cho nó đỡ tiếng ồn, rồi có có thể là cái mic nó lúc nãy nó bị hơi xa, bây giờ tôi đang cầm trên tay một chút xíu cho nó à, gần cái, à, à, cái miệng để nói nó dễ nghe hơn, rồi xin cảm ơn anh Bình. À, anh Bình là gần hết thời gian cách ly chưa? Chào chị Nguyệt Chào chị Thanh Mai à, Thầy có nhận email của chị là cháu quyết định học trường Đại học Rosena Thay vì là Đại học Brock Tại vì à, Đại học Brock thì họ đi yêu cầu thêm một môn Còn Rosanna thì họ không yêu cầu Thì à, tùy gia đình mình chọn cái nào tiện nhất cho mình thôi À chỉ, chỉ nói với chị rằng là trường Brock thì nó nằm ở tỉnh Ontario nó ấm áp hơn và là tỉnh lớn nhất của Canada rồi Jana thì thuộc uh, tỉnh uh, saskatchewan nó hơi xa và uh, rất lạnh vào mùa đông uh, headphone có mic lọc âm thanh yeah. chắc hôm nào cũng sắm một cái mà các uh, À, chuyên gia livestream họ hay đeo ở trên cổ áo đó Thì à, cái à, cái mic đó có vẻ như là có lọc âm Nói nó rõ ràng hơn rất là nhiều Âm thanh nghe rất là trong à, Thuyết phục hơn à, Thưa các anh chị là à, Tôi không phải là dân livestream chuyên nghiệp Cũng không phải là dân làm video, làm Youtube chuyên nghiệp như các anh chị em khác à, Họ đầu tư rất là nhiều Tôi thì không à, Tôi tận dụng tất cả những gì... À, mà mình có một cái laptop rất là à, cũ khoảng cỡ 4-5 năm 5 tuổi rồi cái laptop này là à, tôi sắm lúc trước khi đi sang canada để đi học còn sau này thì tôi có xài thêm một cái mic à, cái mic này cũng là mic cũ thôi trong trường họ không xài nữa tôi đem về tôi thử xài và hy vọng là âm thanh với tiếng nói nó cũng rõ ràng để các anh chị em có thể nghe được à, đây là chương trình livestream được phát từ nhà do sáng hôm nay là chủ nhật à, hiện tại nhà đang có mấy đứa nhỏ à, hai em nhỏ với lại là à, mấy em học sinh ở trong trường bố trí sang ở cái à, khu nhà của tôi cho nên các em nó đang sinh hoạt ở trên nó hơi ồn một chút xíu À, trước khi trả lời các câu hỏi của các anh chị em à, đang à, bắt đầu à, nhắn ở trên à, Facebook thì à, à, có một số các cái thông báo à, tôi có thể cập nhật cho các anh chị em biết một chút xíu tức là à, đầu tiên ấy thì cái tin là chính phủ tỉnh Ontario họ có yêu cầu chính phủ liên bang là cho ngưng à, nhận các cái uh, chuyến bay chở những cái uh, học sinh quốc tế uh, thì theo theo tôi biết đó là uh, tỉnh yêu cầu ngưng các cái chuyến bay uh, quốc tế đến uh, gọi là toronto uh, đến đến tỉnh ontario đó chứ không phải là riêng sinh viên không đâu nhưng mà dĩ nhiên là khi cấm các cái chuyến bay quốc tế đó thì uh, sinh viên sẽ uh, nằm trong cái uh, hiện uh, cái gọi là đối tượng cũng bị tạm ngưng cho nhập cảnh sang Canada. Tuy nhiên là cái đề nghị này mới được đưa ra bởi ông thủ hiến của tỉnh Ontario là ông Ford vào sáng thứ sáu tuần trước. Cách đây mấy hôm thôi. Tuy nhiên là chính phủ liên bang đứng đầu là thủ tướng Justin Trudeau, ông có trả lời rằng là vì hiện nay trong 13 tỉnh và ở à, trong 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ thì chỉ duy nhất tỉnh Ontario có yêu cầu là ngưng các cái chuyến bay à, chở khách quốc tế tới thôi cho nên chính phủ liên bang họ sẽ à, làm việc một cách à, chặt chẽ và sát sao xem cái hướng giải quyết nó như thế nào và theo tôi biết thì à, ở canada đó là chính phủ họ có uh, chính phủ tỉnh bang và chính phủ liên bang và tỉnh bang ontario là tỉnh bang lớn nhất rồi các anh chị em cho nên là uh, cái lời đề nghị của uh, chính quyền tỉnh ontario có khả năng trở thành hiện thực uh, trong uh, một tuần hoặc hai tuần sau nữa thôi tại vì ít nhất cũng phải để cho người ta có thời gian để chuẩn bị và cái khả năng những cái em mà À, chừng chờ hôm giờ chưa nhập cảnh sang Canada Thì à, lại bị kẹt tiếp thêm khoảng cỡ à, vài tháng nữa Tại vì khi một à, cái lệnh đưa ra thì à, nó thường là không có cái ngày à, kết thúc à, Chỉ đưa ra là tại vì tạm thời mà cho nên nó không có cái ngày kết thúc à, Đến lúc nào mà tình hình dịch bệnh nó ổn thì à, được à, Vấn đề là thế này Cái à, tình hình dịch bệnh nó khiến cho tất cả các cái à, thủ tục khác các cái uh, gọi là lĩnh vực khác đều bị uh, uh, trì trệ hết cho nên uh, là uh, mọi thứ bây giờ nó đang rất là không ổn định uh, không chắc chắn nó rất là uh, mang tính chất là tạm thời kể luôn cả những cái chính sách về di trú cũng vậy thôi các anh chị em có thể thấy được rằng là có rất là nhiều cái chính sách mà người ta gọi là temporary policy tức là chính sách tạm thời uh, giải quyết trong thời kỳ uh, dịch bệnh mà thôi đó. cho nên trước đây thì người ta không cho sinh viên quốc tế vào, rồi sau đó thì người ta lại mở cửa cho vào, đó. À, cho vào theo từng đợt những cái người nào có cái study permit trước ngày 18 tháng 3 mới được vào, rồi sau đó thì người ta mở rộng cái danh sách đó ra, hiện tại là cho tất cả các sinh viên quốc tế nếu mà có study permit còn hiệu lực hay là có hiệu lực thì có thể vào Canada, cho dù là trường học có học online hay là học trực tiếp đi chăng nữa thì đều cho vào hết đó rồi à, tới bây giờ thì dịch bệnh đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cho nên à, chính quyền tỉnh họ vẫn yêu cầu là ngưng các cái à, chuyến bay quốc tế thì dĩ nhiên họ không thể ngưng cái sinh viên không được hay là không ngưng một cái nhóm người nào khác tại vì trên chuyến bay đó có rất nhiều cái đối tượng có thể được nhập cảnh vào Canada trong đó có à, sinh viên quốc tế thế thì khi mà à, ngưng thì phải ngưng hết thì uh, những cái em nào mà sắp tới một hai ngày tới đi sang đây đó thì uh, uh, có thể đi được nhưng mà sau khi cái uh, cái cái lệnh mà uh, được gọi là uh, ban hành ra thì chắc chắn là sẽ bị hoãn lại ít nhất là cũng uh, vài tháng theo tôi biết là như vậy uh, khi nào mà tình hình dịch bệnh nó được khống chế hay là ít nhất nó được uh, uh, kiểm soát tốt thì người ta mới mở, mở cửa cho các cái chuyến bay quốc tế vào được đây là một cái giai đoạn nó rất là không ổn định về tất cả mọi mặt. Cái thứ hai đó là tình hình về định cư như các anh chị em cũng biết, hôm giờ người ta làm rần rần ở trên mạng đó, à, các thông tin của chính phủ đưa ra thì thì ít à, nhưng mà các cái công ty tư vấn về định cư rồi cá nhân, tập thể họ đưa ra rất là nhiều các cái thông tin. Họ phân tích, họ mổ xẻ rồi họ truyền miệng nhau về cái cách chuẩn bị hồ sơ như thế nào đó. và các cái công ty di trú các cái đại diện di trú đó là họ đang làm việc rất tích cực tại vì à, cái à, à, lần gọi là à, nộp hồ sơ lần này đó là à, rất là dễ nó dễ với rất nhiều người có thể gọi là như là một cái món quà mà à, chắc cũng mấy chục năm mới có một tại vì à, sau cái đợt này thì không biết à, như thế nào nếu mà tình hình nó ổn định rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ đi vào cái quỹ đạo nó cũng sẽ khó lại à, tuy nhiên là do dịch bệnh cho nên là các cái nhóm à, di dân kinh tế ví dụ như là chương trình federal skill worker dành cho những cái à, người mà có kinh nghiệm việc làm à, quốc tế gọi là ngoài canada có học vấn cao có tiếng anh tốt à, có tuổi trẻ thì à, đi theo cái diện gọi là federal skill worker mà À, trong cái điều kiện không có dịch bệnh họ nộp rất là nhiều và cái điểm à, gọi là à, crs nó tăng rất là cao thế thì đến bây giờ là cái nhóm đối tượng đó cái chương trình đó nó đang bị ngưng lại à, lý do là vì cái biên giới nó đóng cửa à, người ta có được cấp giấy thì người ta cũng chưa được sang ở đây cho nên cho chính phủ người ta mới ưu tiên cho các cái nhóm à, gọi là đối tượng đang ở trong canada đang có kinh nghiệm canada và trước đây đã từng học hành ở đây rồi thì họ tận dụng và họ cho những cái đối tượng này được gọi là định cư sớm thì cái cái yêu cầu càng lúc càng dễ hơn đối với cái nhóm này chứ không phải là cái nhóm ngoài Canada thì dịch bệnh nó có những cái điểm rất là gọi là đáng nói một cách rất là tiêu cực và À, trong khi đó thì có những cái thay đổi rất là tích cực nhất là về cái chính sách định cư à, bây giờ tôi đi sang cái phần thứ hai là phần trả lời cho các anh chị em tại vì mỗi mỗi lần tư vấn như thế này thì tôi đang dành thời gian của cá nhân của mình nếu mà trong cái thời gian hành tránh thì tôi đang lấy cái thời gian của công ty ra để thời gian của trường học tôi đang làm cho trường học trường cấp 3 để chia sẻ các thông tin với các anh chị em đây là cái buổi tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí theo cái diện là à, theo hình tức là thích gì thì cứ hỏi biết gì thì cứ cứ nói chia sẻ và không che giấu không có à, luồn lách không có thiên vị ha. À, và dựa theo những cái gì mà tôi biết à, những cái trải nghiệm tôi có thật rồi những cái kiến thức mà tôi đọc, tại vì tôi đọc rất là nhiều, các cái uh, chính sách về về định cư, các cái thông báo mới, các cái cập nhật tôi đọc rất là nhiều, gần như là mỗi ngày. Thì uh, ở trong trường học và mặc dù cái trường uh, tôi là trường cấp 3 thôi, học sinh các em từ lớp 9 tới lớp 12. Thế nhưng mà tôi là cái người được biết tới uh, như là một cái uh, uh, nhân sự mà chuyên đi đọc tin tức của chính phủ để báo cáo lại cho trường. Tại vì à, bất kỳ một cái thay đổi nào liên quan tới chính sách về nhập cảnh, chính sách về định cư, à, chính sách về giáo dục thì đều có ảnh hưởng tới trường. Cho nên tôi là cái người thường xuyên đọc tin và báo lại cho à, toàn bộ ban giám đốc với ban giám hiệu cùng tập thể các cái giáo viên với anh chị em ở trong công ty để mọi người cùng cập nhật và ngoài cái nhóm này ra thì tôi vẫn có các cái nhóm nhỏ à, ví dụ như học tiếng anh với thầy hòa thì thường thường là à, tôi không có cập nhật ở trên đó tại vì à, lâu nay tôi chỉ nhận những cái học sinh à, mà đến hỏi trực tiếp thôi rồi các cái nhóm của trường à, do tôi tự tạo ra các cái trang cho với nhóm các cái trang tôi hay cập nhật thông tin ở trên đó để cho phụ huynh bên phía Việt Nam họ biết rõ. Thì uh, có cái nhiều cái phần việc khác tôi tôi tôi, tôi, tôi làm cho nên là uh, vẫn phải đọc tin tức rất là thường xuyên. Uh, bây giờ tôi đi sang cái phần chào hỏi một chút xíu. Uh, chị Thanh, uh, Thanh Thanh Mai là là uh, có nhờ tư vấn rồi và coi như nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành. Chào chị Nguyệt, chào anh Thọ, uh, chào anh Bình. Hà Trình à, chào con, Vũ uh, Vương uh, Đình, à, Chu Tuấn Cường. À, tôi chào xong rồi tôi những cái câu hỏi dễ thì tôi có thể trả lời ngay tập lập tức luôn chứ không có uh, chờ nữa. Tốt nghiệp cao học tiếng Hàn tại Hàn sang Canada có được không anh? À, một cái câu hỏi rất là chung và nó cũng chưa đánh giá được cái gì có được hay không tại vì uh, chỉ tôi chỉ biết được rằng là học tiếng Hàn tại Hàn thôi chứ tôi chưa biết cái gì uh, tốt nghiệp cao học thôi, chứ tôi không biết ngành gì rồi uh, tôi không biết là có tiếng Anh hay không cho nên không trả lời được câu này. Tại vì uh, sang đem cái tiếng Hàn sang Canada mà không có chữ tiếng Anh nào thì xem như cũng uh, cũng không có thể thực hiện được. Rồi, bà, bà đang livestream mà. Ừ, con chào đi, con con chào bà con chút xíu đi. Chào bà con, ơi. con xích vô, con xích vô trong cái màn hình, con phải nhìn thấy mọi người mới được. Rồi. Chào bà con ơi. Con xin chào mọi người. Xin Nói. Xin chào mọi người ơi. Uống Rồi, con đi vô đi nha. Ừ, ba livestream chút xíu. Ờ. À, cô đang livestream thì uh, thằng nhỏ nó chạy ra. Câu uh, kế tiếp... Uh, là anh Thọ có hỏi cháu nhà mình chuẩn bị tốt nghiệp lớp 9 đã được hai trường Victoria và Clan uh, liên uh, North Fox School và Brook gửi offer rồi. Thầy hỏi cho hỏi có nên cho cháu đi hay không vì cháu sẽ đi một mình hơi khó uh, và sợ nhỏ không yên tâm. Cháu mới học lớp uh, hết lớp 9 thì sang đây sẽ học tiếp lớp 10 như vậy thông thường cái độ tuổi lớp 10, 11, 12 đó là cái độ tuổi uh, trung học và các cháu nó có thể uh, ban đầu thì gia đình hơi lo một chút nhưng mà thực tế nếu mà các cháu được chuẩn bị uh, trước trước khi sang đây một cách đầy đủ thì trong những cái phần livestream trước đó là tôi cũng có uh, cũng có nói các cái bước chuẩn bị cho các cái em học sinh trung học nó đi sang Canada như thế nào thì trong đó là các em phải chuẩn bị tâm lý trước, rồi các em phải có người hướng dẫn thật kỹ. À, ví dụ như là sang cái trường nào đó để học, thì dĩ nhiên là mình phải biết trong trường đó có ai là cái người chăm sóc con mình, à, tại vì mình gửi sang mà, mình gửi sang một cái đất nước xa xôi, một cái xứ sở hoàn toàn xa lạ thì con mình nó sẽ được ai chăm sóc, có ai đón tại sân bay hay không, cháu sẽ ở đâu, rồi cái người sẽ báo cáo với gia đình như thế nào trên cái suốt chặng đường đi từ Việt Nam À, trước khi ở Việt Nam rồi từ Việt Nam đi sang sang Canada ai rước, rồi ai đón, rồi ai sắp xếp thì nếu mình biết tất cả những thứ đó và không phải là phụ huynh biết mà là đứa nhỏ phải biết. Tức là học sinh á cũng phải biết được rằng là à, cái trường đó ai sẽ đến đón sân bay và họ liên lạc mình bằng cách nào, rồi à, mình sẽ ở homestay hay là mình sẽ ở ký túc xá. À, mình sẽ học ra làm sao mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn sàng hết nếu như thật sự là anh có một cái đội ngũ à, tư vấn từ trường đó mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng thì cháu có thể sang Canada một mình hoàn toàn không có vấn đề gì cả tại vì thực tế thì có rất nhiều em học sinh Việt Nam ở trường của à, của của bên thầy Hòa đây à, thì sang là một cách rất là thoải mái không hề bị trục trặc cái gì cả mặc dù các em này chưa bao giờ đi ra khỏi việt nam à, chưa bao giờ đi ra khỏi biên giới của việt nam cả thế nhưng cái việc chuẩn bị nó phải à, được thực hiện một cách rất là rốt ráo tại vì với một cái em mà chưa hề có một kinh nghiệm du lịch nào chưa hề có một kiến thức nào ở bên ngoài ở gia đình rồi là bên ngoài xã hội cả thì cần phải chuẩn bị rất nhiều cho các em này và À, nếu như thật sự cái thao tác hay là cái uh, cái khâu chuẩn bị thật tốt cho các em, à, cho chính các em như chứ không phải là cho phụ huynh đâu. Tại vì các em là người đi chứ không phải phụ huynh đi. Nếu thực sự chuẩn bị cho các cái em này à, một cách rất là chi tiết rõ ràng, đường đi nước bước ra làm sao, thì các em nó hoàn toàn có thể đi một mình. Đó, Thế chỉ cần à, cái à, đem theo cái giấy giám hộ rồi tất cả các cái giấy tờ cần thiết à, đi được rồi thì ở Việt Nam mình các em nó trưởng thành hơi chậm so với các cái nước châu Âu chứ còn thực ra các em ở châu Âu thì họ họ lanh hơn, họ được đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn tốt hơn ở phía Việt Nam. Cho nên nếu như mà anh có cái khâu chuẩn bị tốt rồi thì anh có thể cho cháu nó đi một mình không sao cả đâu. Tại vì nếu gia đình có điều kiện thì đi từ lớp 10, lớp 11, 12 là rất là tốt. Tại vì 3 năm này các em sẽ học được rất nhiều thứ. À, đồng thời là cũng à, rất nhiều các cái trường à, à, cao đẳng họ không có yêu cầu IELTS nữa Đối với các em mà học ở đây à, trọn 3 năm à, Còn nếu mà đại học, đại học thì à, trong vòng 3 năm đó các em nó đã làm quen được với cách học Đồng thời là tiếng Anh nó cũng tốt hơn Thì khi cái cuối năm lớp 11, 12 các em thi thêm cái IELTS để được xét tuyển vào các cái đại học Nó tương đối dễ dàng chào chào hoa đoàn à, Nguyễn Huỳnh Quốc Trung em chào thầy Hòa à, con định hai năm nữa tức là năm 2023 à, vừa mới em tục xuống con rồi à, thì kịp theo chương trình định cư hay không dự đoán của thầy về giai đoạn kế tiếp của chính phủ Canada định cư như thế nào em cảm ơn thầy à, Tới năm 2023 thì mới đi à, con định 2 năm nữa à, nói chung à, cái chương trình định cư đó của canada thì tôi có nhắc rất nhiều lần trong các cái livestream mặc dù tôi không làm về về vị trú tôi không có gọi là cái giấy phép hành nghề về vị trú chuyên nghiệp thế nhưng mà à, theo những gì tôi biết á, à, thì hàng năm như vậy à, chính phủ họ sẽ có những cái buổi họp mang tính chất là liên bang ừ để đưa ra những các cái bộ họ trình bày lên cho chính phủ những cái kế hoạch của họ, tại vì mỗi bộ như vậy họ phụ trách một cái cái mảng riêng. Ví dụ như bộ di trú thì họ phụ trách về các cái vấn đề nhập cư rồi di dân, định cư các thứ và kế hoạch là đưa người từ nước ngoài vào để làm sao đó đáp ứng được cái đủ dân số để phát triển nền kinh tế của Canada. Cho nên từ đây tới 2023 là 2 năm thì chúng ta phải đứng ở năm 2023 thì chúng ta mới đoán được chứ còn hiện tại là chưa có một cái thông tin nào Đã, trước mắt kể luôn cả những cái người làm di trú họ cũng không biết được họ không đoán được là có những cái chính sách thay đổi một cách đột ngột như là à, trong cái đợt dịch vừa xảy ra à, đợt dịch à, đang đang diễn ra chứ thì có rất nhiều những cái chính sách mà nó làm cho nhiều người khác một cách rất là ngạc nhiên à, mà chỉ có thực ra đối với người ngoài mới ngạc nhiên còn đối với bộ di trú thì họ đã có kế hoạch rồi ví dụ như là nhiệm vụ của họ là phải họp nhiệm vụ của họ là phải lên kế hoạch ở căn cứ theo tình hình thực tế của dân số rồi của nền kinh tế Canada như thế nào thì những cái người mà làm trong bộ thì chắc họ không ngạc nhiên còn đối với những cái người ngoài như chúng ta thì hoàn toàn là ngạc nhiên vì trước đó chưa ai biết rằng là sẽ có dịch xảy ra rồi dịch xảy ra cũng chưa ai đoán được điều gì cả chúng ta bắt đầu từ từ mới làm quen được với những cái chính sách của chính phủ thôi à, căn cứ vào lần 1, lần 2, lần 3 họ đưa ra những cái chính sách và chúng ta đoán à, và kể luôn cả, cả cả những cái người làm về di trú họ cũng đoán thôi họ cũng đoán thôi chứ họ cũng không có có gì khác đâu à, ví dụ như cái đợt vừa rồi đây là họ đưa ra cái chính chính sách tạm thời à, gọi là 90 000 tạm thời chia ra 40, 20, 30 thì trong đó có 40 dành cho các cái sinh viên À, quốc tế mà đã tốt nghiệp ở à, một cái trường cao đẳng chương trình 2 năm trở lên đó, rồi có drop tại thời điểm mà nộp hồ sơ và dự kiến là chương trình này sẽ bắt đầu mở vào ngày 5 à, ngày 6 tháng 5 này nè à, thì chúng ta mới đoán được rằng là à, sắp tới cũng có khả năng có những cái thay đổi lớn à, và mang tính chất là thuận lợi hơn rất nhiều cho những cái em học sinh sinh viên à, tốt nghiệp tại Canada à, trong cái thời gian gần đây phải không Chứ còn tới bây giờ thì đâu có thể nói được là năm 2023 nó như thế nào. Cho nên là tôi cũng chịu. Và nếu mà đi hỏi các cái nhân vật làm về di trú thì chắc người ta cũng nói mơ hồ như thế thôi. Tại vì mỗi năm chính sách nó thay đổi. À, chúng ta đứng tại cái thời điểm hiện tại để chúng ta lo thôi. Ví dụ à, cái việc đầu tiên bây giờ mình chưa đặt chân tới Canada thì mình à, làm thao tác đầu tiên là gì? Nếu ai có khả năng đi học thì đi học. À, phải đặt chân tới đi học cái đã rồi tới đây đang đi học thì phải dự tính là học cho tốt để cho tốt nghiệp cho ra cái đã rồi tốt nghiệp ra xong rồi thì phải biết mình làm cái gì làm cái gì xong rồi mình mới tính tiếp được cái bức định cư nhưng cái bức, bức tranh toàn cục là gì là chính phủ canada họ luôn luôn ưu ái cho các thành phần di dân kinh tế luôn luôn là như vậy à, thành phần di dân kinh tế là gì là thành phần đem theo chất xám thành phần có học hành thành phần có kinh nghiệm việc làm, thành phần có tuổi trẻ à, và sẽ đóng góp lâu dài cho Canada. À, thì luôn luôn họ xét những cái yếu tố như là kinh nghiệm việc làm và kinh việc kinh nghiệm việc làm này ngoài Canada cũng có. Rồi ưu tiên cho kinh nghiệm việc làm tại Canada, à, đóng góp trực tiếp cho cái đất nước này. Rồi tiếng Anh phải tốt để mà à, giao tiếp tốt, để mà làm việc một cách hiệu quả. À, rồi còn tuổi trẻ. À, tuổi trẻ còn có nghĩa là đừng có lớn quá à, sau 40, 50 thì dĩ nhiên cái cơ hội nó hẹp lại thì à, với những cái người mà có cái kế hoạch sang đây để đi học, đi học xong rồi à, học cho tốt ra trường có việc làm, à, ổn định thì à, chính phủ họ luôn luôn ưu tiên, cho nên cái bức tranh toàn cục là chúng ta sẽ được ưu tiên nếu chúng ta mang đến Canada chức sám à, rồi mang đến Canada à, tiền sạch và mang đến canada tuổi trẻ. Còn lại thì từng cái chính sách một nó có những cái yêu cầu riêng cho nên là chúng ta phải xếp theo cái từng thời điểm. thanh danh chào thầy em tính đi học postgraduate ngành IT software thầy có giới thiệu chương trình dạy tốt ở IT Ontario được không? À, cảm ơn thầy. À, xin thưa các anh chị em là rất nhiều bạn cũng 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 hỏi về cái cái trường này dạy có tốt hay không, trường kia dạy có tốt hay không. Thì à, theo theo cái kinh nghiệm của tôi thì gần như à, gần như tất cả các cái trường cao đẳng đại học mà thuộc công lập tức là của chính phủ hoặc trực tiếp học quản lý đó à, thì cái chuẩn của họ là gần như nhau ừ. gần là gần như nhau chứ không có cái chuyện như là một à, à, một mười một một đâu không có ừ. không có cái kiểu như vậy tại vì họ luôn luôn bảo vệ cho cái chất lượng của cái nền giáo dục của họ. À, tại vì thưa các anh chị em biết là gì? Là ở Ontario này không thì nó có hai cái bộ giáo dục. Ha. Một bộ là người ta gọi là Ministry of uh, College and University, tức là quản lý các cái trường đại học với cao đẳng. Và một cái bộ giáo dục gọi là quản lý từ uh, mầm non tiểu học, người ta gọi là Ministry of Education. À, chứ Không phải là một bộ giáo dục quản lý luôn từ từ nhỏ tới lớn đâu. Thì những cái uh, trường mà được bộ giáo dục à, gọi là bộ cao đẳng và đại học hoặc họ quản lý thì họ có những cái chuẩn riêng của họ rồi và họ họ phải đảm bảo rằng là cái uy tín và chất lượng đào tạo của của họ thì ở Canada các anh chị em cũng biết rồi à, là cái nền giáo dục được đánh giá rất là cao à, được đánh giá rất là cao cho nên ví dụ với một cái chương trình mà post ngành IT IT là một cái ngành phổ biến mà à, chứ đâu phải là một cái ngành gì gọi là quá đặc thù cho nên À, gần như tất cả các cái trường à, cao đẳng và các cái trường đại học đều có cái khoa it này cả, à, cái khoa it và cái khoa business là rất rất thường à, có ở tất cả các cái trường cao đẳng và đại học và cái sự gọi là à, khác nhau về chất lượng nó không nhiều đâu. À, cái vấn đề còn lại là chúng ta chọn cái địa điểm để chúng ta đi học. tại vì sao? cái vị trí của cái trường cao đẳng với đại học đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các cái chính sách định cư. À, ví dụ như các cái trường cao đẳng mà nó nằm ở cái vùng xa đó và nó thuộc cái chính sách ưu tiên về định cư nó có những cái chương trình nhỏ như là rnip chẳng hạn ha. rồi một số các cái chương trình lớn hơn như là oinp rồi các cái chương trình nói chung là chương trình tỉnh bang này nọ đó thì họ họ đều có những cái yếu tố là liên quan tới cái chuyện học miễn là các anh chị học trong các cái trường công các cái trường công như chứ đừng học các cái trường tư thục uh, cao đẳng uh, nó khác nhau Ví dụ như là cái trường cấp 3, cấp 2 này nọ đó thì trường tư nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà lên tới cái bậc cao đẳng và đại học thì chúng ta chọn cái trường công lập để chúng ta học. Và gần như là 95 98% là các cái trường cao đẳng với đại học là thuộc công lập. Đã. đừng có bị ai xúi để đưa vào các cái trường tư mà à, không có được phép cấp cái PGWP sau này là được. Còn cái vấn đề còn lại là chúng ta xem học phí. Mà học phí theo tôi biết thì các cái trường ở chung một tỉnh nó không khác nhau nhiều đâu. À, từ tỉnh này sang tỉnh khác thì nó mới khác nhau nhiều. Chứ còn trong tỉnh Ontario chẳng hạn thì à, 23 cái trường cao đẳng, 21 cái trường cao đẳng ở đây, cái học phí nó không chênh lịch nhau nhiều, không chênh lịch nhau nhiều lắm. Và à, nếu mà nó chênh lịch nhau nhiều thì chúng ta phải xem thử cái chương trình đào tạo của họ, tính về thời gian nó như thế nào nha chứ còn nếu mà họ đã tính ra rằng là một năm như vậy học bốn hai học kỳ một học kỳ học bao nhiêu tín chỉ thì nếu họ đã tính ra như vậy rồi thì cái học phí nó không chênh lệch nhau nhiều vì sao như vậy bởi vì à, phải trả lương cho giáo viên à, trả lương cho các cái nhân sự để à, bảo đảm cái chương trình đó nó được chạy à, cho nên là người ta không có một cái sự chênh lệch nhau về học phí em có thể chọn một cái trường nào cũng được cả. À, thì à, nếu mà à, trước mắt em phải chọn à, cái à, tỉnh Ontario rồi và em phải nhắm thêm thử là à, cái à, mình muốn ở cái vùng nào. Ví dụ như quanh quanh cái Toronto thì có rất là nhiều trường cao đẳng, à, Humber rồi à, à, Sheridan ha, Seneca, Centennial đó. Xa hơn một chút thì có cái cái cao đẳng như là Conestoga Đó, đó rồi đi về Uh, xa hơn chút nữa thì có các cái uh, cao đẳng Durham chẳng hạn hay là cao đẳng Niagara thì tất cả các cái cao đẳng này theo anh biết cái ngành IT đều có. Uh, em cần tư vấn về chuyên sâu hơn thì uh, em có thể uh, đặt lịch hẹn. Uh, thầy sẽ tư vấn cho em cái lộ trình, không phải lộ trình cái cái chọn trường không đâu mà cái lộ trình em cần đi học như thế nào để sau này em ra trường em có việc làm, em làm việc gì. Rồi em sẽ nộp theo cái chương trình định cư gì? Thì đó là một cái một cái buổi mà tư vấn chuyên sâu. Còn trong trong cái khuôn khổ như thế này thì thầy chỉ trả lời cho em khoảng cỡ 5 phút cho một câu hỏi thôi. Thưa thầy, vậy nếu giờ em xin visa để du học tại bang Ontario thì có bị ảnh hưởng gì không? Em xin visa hoàn toàn được cái 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 yêu cầu là tạm ngưng các cái chuyến bay. À, chở khách nước ngoài tới tỉnh Ontario thôi, tại vì họ đang bị à, dịch bệnh nó hoàn hành chưa có dấu hiệu là dừng lại. Trong khi đó thì à, nỗ lực tiêm ngừa vaccine chống Covid 19 nó đang mở rộng ra, thì à, người ta phải chọn hai trong một, có nghĩa là người ta phải giải quyết cái tình trạng Covid trước. Cho nên người ta ngưng nhận thôi, ngưng ngưng nhận cái cái chuyến bay đó thôi, nhưng mà tạm thời chứ không phải là mãi mãi. đó thì uh, vẫn cứ nộp xin bình thường, visa vẫn xin bình thường và theo cái tin mới nhất mà tôi biết thì nếu như các anh chị em nào mà mới xin visa lần đầu đó xin visa du học lần đầu mà nộp trước ngày 15 tháng 5 thì họ uh, họ tức là bộ di trú, họ hứa sẽ có kết quả trước ngày uh, ngày 6 tháng 8. Có nghĩa là chưa tới 3 tháng là họ đã có quyết định là cấp cái study permit cho mình hay là không cấp. Thì uh, đó là một cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải xem xét nộp thì cứ nộp bình thường còn khi chúng ta có cái study permit chúng ta có visa rồi thì chúng ta phải căn cứ theo cái tình hình nhập cảnh Nếu lúc đó họ chưa sang thì mình học online ở tại Việt Nam còn nếu họ cho sai rồi thì tùy chúng ta chúng ta muốn sang thì chúng ta sang còn không thì chúng ta vẫn tiếp tục học online tại vì theo tôi biết thì từ tháng 9 cái cái kỳ nhập học mùa xuân à, mùa thu tức là tháng 9 nha tháng 9 cho tới tháng 12 hai đó đang một thì à, kỳ học này là gần như tất cả các trường cao đẳng và đại học được thực hiện theo hình thức là đào tạo online. Cho nên cái việc mà chúng ta ở tại Việt Nam thì nó hơi khó một chút là cái múi giờ nó bị trái, học hành nó hơi cực một chút. Đã. nhưng mà chúng ta ở lại Việt Nam thì tiết kiệm được một ít tiền, đã, chi phí ăn ở vân vân. Chứ còn cái việc nộp hồ sơ thì nên nộp càng sớm càng tốt. Nộp hồ sơ không có bị trì hoãn gì cả tại vì À, hồ sơ nộp study permit bây giờ là online cả rồi, cho nên không bị ảnh hưởng gì cả. cứ nộp, cứ đóng tiền, trường học vẫn nhận đàng hoàng. À, chỉ có cái là chính sách về các cái quy định về nhập cảnh nó có bị ảnh hưởng tạm thời mà thôi. À, chào lớp dự thính. hà trình thầy ơi con hỏi xíu cách quy đổi uh, west, con cần làm gì? việc quy đổi có cần đúng ngành hay không? Um, hồi đại học con học ngành quản trị kinh doanh nhưng sang đây con apply 2 uh, năm ngành uh, early childhood education hai ngành này không liên quan vậy mục 4 trong crs calculator cái này con phải uh, con phải phải, phải hỏi uh, kỹ à, con phải hỏi kỹ một cái cố vấn di trú nào đó còn theo thầy biết thì cái west thì con cứ đánh giá bình thường thôi gửi theo đúng yêu cầu của họ lên cái trang web của họ và gửi địa chỉ rồi gửi bằng cấp xác thực vào niêm phong cái hồ sơ lại để gửi cho họ trong bao nhiêu lâu đó thì họ sẽ trả lời và lấy cái bản đó để 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 phục vụ cho cái việc là định cư còn cái uh, tính CRS Calculator tức là uh, cái higher education này nọ đó thì uh, chọn bachelor hay là one or two certificate uh, thì uh, À, tùy con chọn thôi miễn sao là maximum được 128 điểm à, tùy con chọn nếu mà đã có hai cái certificate ở Canada thì xem thử cộng lại chính xác là như thế nào và con khai là phải khai chính xác tại vì sau này á, cái khai trên cái hệ thống nó chỉ là bước đầu thôi còn khi họ phát cái ITA ra mà chúng ta nộp những cái hồ sơ mà không không có gọi là đúng đó thì chúng ta sẽ bị loại à, cái hồ sơ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cho nên là phải nắm cho chắc nha Thái Ngọc anh Quân cũng thường xuyên là nghe live stream, lát về xem lại dạ. Yeah. live stream sẽ được giữ lại ở trên 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 nhóm cho nên các anh chị cứ nghe lại. Em chào thầy, thầy ơi cho em hỏi em có LOA của trường học Master kỳ mùa thu. <laughs> kỳ mùa thu 2021 ở Quebec mà Canada mở cửa thế này liệu 2023 học xong có còn dễ xin định cư hay không? À, bây giờ có dễ hay không thì em có quyết định học hay không. Cái đó mới là quan trọng. Ha, à, bây giờ con có LOA rồi, bây giờ chuẩn bị là à, xin trường. À, xin trường rồi nhé. Bây giờ là xin cái study permit cho nó có cái đã là cái bước trước mắt. Bây giờ có rồi, à, có cái study permit rồi. Bây giờ chính phủ à, đang có chính sách tạm thời là cho vào Canada hoặc là chưa cho vào Canada mà học online thì em có quyết định học hay không. Rồi trong lúc em học em có tích lũy được kinh nghiệm nhiều hay không? Rồi ra trường em có năng lực để xin việc hay không? Cái đó nó phụ thuộc vào em rất nhiều. Chứ còn bây giờ tới nói tới năm 2023 thì có dễ định cư hay không thì tới lúc đó chúng ta mới biết được. Cái những cái người mà chưa học xong á Thưa các anh chị nè. Ví dụ cái nhà mà chúng ta chưa xây xây xong cái móng á, thì chúng ta chưa tưởng tượng ra được. À, chưa chưa biết chính xác 100% à, những gì xảy ra có thể do thời tiết, có thể do đủ thứ trở ngại à, mà cái nhà đó có khi là nó không được hình thành. À, có nhiều cái nhà nó vất luôn cả cái móng mà các anh chị có thấy không ạ? À? Thì cũng như vậy, cho nên chúng ta chỉ biết được rằng là trong vòng 3 tháng tới chúng ta sẽ xây xong cái móng nhà đó. cụ thể là gì trong vòng 2 năm tới chúng ta sẽ tập trung chúng ta học cho xong cái chương trình đó thì chúng ta mường tượng tiếp thêm một chút xíu nữa là sau khi học xong hoặc là khi học gần xong chúng ta có việc làm hay không và có đúng ngạch đúng chương trình đúng cái cái level hay không rồi đúng mức lương hay không có những cái chương trình định cư họ yêu cầu thêm cái mức lương nữa đó. rồi trong cái lúc mà chúng ta học, chúng ta có nâng được cái tiếng Anh, nâng được thêm tiếng Pháp gì đó hay không? Nó có rất nhiều các cái khâu chuẩn bị mà chúng ta đang đi bước 1 thì chúng ta không thể tưởng tượng ra được bước thứ 10. Mà chúng ta đi bước thứ 1, chúng ta biết được 2, 3. 2, 3 chúng ta sẽ biết trước được là 4, 5. Đó. Từng bước, từng bước một Cho nên là đừng có vội, đừng có nói là bây giờ chưa xin được cái study permit mà hỏi có dễ định cư hay không thì cái câu này rất mơ hồ, rất khó nói thực tế là như vậy, tại vì có có rất là nhiều anh chị em cứ nói là làm sao để định cư Canada mà các anh chị em là mất hết cả chục năm chưa đụng tới tiếng Anh, tôi tôi tôi, tôi đang ngưng lại để nói đùa với các anh chị em một chút xíu này, đùa mà thật, tại vì có rất rất nhiều người, họ có các cái điều kiện khác, ví dụ như họ có một cái bằng đại học ở Việt Nam, à, rồi họ nhưng mà không phải là chuyên ngành tiếng Anh, à, họ có rất nhiều tiền Họ có nhiều tiền lắm, tiền có thể căn này, căn nhà này, căn nhà kia. Nhưng mà ngặt một nỗi cái yêu cầu à, chính đó là phải có tiếng Anh. Mà cũng tương đối thấp thôi. Ví dụ như có 5 điểm IELTS thôi. Họ có tiền nha, họ có một cái bằng đại học nha, tức là họ đủ các điều kiện khác. Tiền họ cũng có thể chứng minh được, chứ không phải không, tại vì họ làm kinh doanh. Thế nhưng mà tiếng Anh họ không học, và cái kế hoạch của họ, hết một năm này, họ đi tới một công ty công ty này hỏi rồi trả lời tùm lum tà la rồi cuối cùng á là cho họ một năm một năm sau họ là đi đến một công ty khác họ hỏi tiếp à, họ hỏi tiếp thêm một lần nữa cũng y chang như những cái câu hỏi như vậy là à, năm ngoái tôi dự định đi đi canada nhưng mà à, tiếng anh không có và tôi hoãn năm à, năm nay có chương trình gì mới không thì các công ty đưa ra chương trình a b c nhưng mà các chương trình này cũng đòi tiếng Anh và yêu cầu họ học tiếng Anh, họ cũng không học. Tới 2 năm sau, họ tiếp tục, họ đi hỏi thêm một lần như vậy nữa. Thế thì họ hỏi khoảng 5 lần thì coi như mất 10 năm. Thì lúc đó con của họ đó là học từ lớp 1, thì đã lên tới lớp 10 rồi. Thế là cuối cùng họ rất là trầy trực trong cái kế hoạch tại vì là không chịu học tiếng Anh. À, rồi sau đó con học lớp 10, con học lớp 10 thì mới bắt đầu gửi con đi du học. Thế thì cái hành trình đó nó sẽ không bao giờ tới, nó cứ nó cứ đi quanh 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 như vậy, trong khi đó thì chúng ta không biết được chính xác là chúng ta nên làm cái gì, đúng không ạ? Cho nên thưa các anh chị em á là đừng có mất tiền để mà được đi tư vấn chỗ này chỗ kia trong khi những điều kiện cơ bản các anh chị em chưa có. À, cái này tôi không đang trả lời cho bạn Quỳnh đâu, à, nhưng mà chuyện cái chuyện bạn Quỳnh hỏi cho nên tôi mới đá sang cái phần khác tôi nói thẳng luôn với các anh chị em mà mà đang có dự định đi canada đó nhất là các anh chị em mà đi theo diện gọi à, là work permit rồi à, à, đi theo diện định cư à, abcd có chương trình này chương trình kia thì thưa các anh chị em á, là chúng ta phải có kế hoạch nhưng mà kế hoạch này nó không có cái gì ghê gớm cả không à? các anh chị em có đi đâu các anh chị em có mất tiền hay làm cái gì thì người ta cũng sẽ trả lời cho các anh chị em là gì là phải lo học tiếng anh trước cái đã Tại vì điều kiện các anh chị em đủ rồi, có tiếng Anh 5.6. gì đó mà các anh chị em không chịu học thì thua. Đó cho nên là thầy có giỏi, thầy có đưa thuốc gì cũng không cần biết, nhưng mà cái bệnh nhân họ nhất định họ không uống. À. Bác sĩ có kê toa, bác sĩ có đưa ra lộ trình chữa bệnh nhưng mà bệnh nhân không hợp tác thì không bao giờ lành bệnh cả mà nó còn bệnh nặng thêm. Tại vì bệnh thì càng để lâu nó càng bệnh nặng. Thì nó không có thể tự hết được cơ chế chữa bệnh của cơ thể nó không có vi diệu như vậy thì về định cư cũng vậy thôi nếu như mà chúng ta chưa có tiếng anh nếu như chúng ta chưa có tài chánh nếu như chúng ta chưa có một cái thao tác chuẩn bị nào một cách rõ ràng mà cứ hỏi quanh quanh thế thì suốt cả bao nhiêu năm nó cũng vậy à, cho nên tôi nói có những cái người á, họ lên kế hoạch định cư á, họ lên kế hoạch đi đi ra nước ngoài thì khoảng cỡ một năm hoặc hai năm là họ đi được có người 6 tháng nếu họ đã chuẩn bị sẵn Uh, thì họ đi ngay. còn có những người thì uh, 10 năm sau cũng vậy, cũng đứng yên tại chỗ. bởi vì đơn giản nhất là họ không có kế hoạch. và có kế hoạch nhưng mà họ không làm. Uh, thì uh, cái cái chuyện mà uh, khác nhau giữa người này người kia chính là cái bước chuẩn bị và cái bước quyết tâm thực hiện. em muốn hỏi em vừa tốt nghiệp ở ontario nhưng muốn lấy điểm uh, crs thêm ở chương trình nomination của tỉnh uh, khác thì có được hay không Um, Ủa cái cái việc mà em học ở Ontario mà em không nộp theo cái chương trình của Ontario thì đâu có ảnh hưởng gì à, em có thể nộp chương trình gọi là nomination của tỉnh khác được mà nếu em đủ điều kiện của tỉnh đó em cứ nộp bình thường rồi nếu mà tỉnh đó họ cho em một cái 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 nomination đó, thì em sẽ được cộng thêm là 600 điểm em là là vua rồi em là vua của tất cả các vua rồi 600 điểm em điểm rất là cao hiện giờ đó cái đợt rút vừa rồi rút, rút, rút uh, gọi là extract entry dành cho PNP nó lấy có 717 điểm tức là cái nomination nó đã được 600 điểm cái điểm còn lại có 117 rất là dễ vấn đề là thế này nè em nộp cái nomination của tỉnh nào thì trong đó theo theo thầy biết có một cái quy định đó, em phải gọi là đến cái tỉnh đó, tại vì cái nomination của tỉnh là là em là công dân của cái tỉnh đó, em là 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 gọi là uh, immigrant to cái tỉnh đó, thì em phải đến đó mở có một cái yếu tố ràng buộc trong đó cho với em em lấy được cái nomination của tỉnh Saskatchewan mà em đứng chờ ra ở Ontario là cái đó không có à, đó. hoặc là có chỉ là tạm thời thôi ví dụ em nộp Em được cái nomination của tỉnh đó Thì họ cho phép em là bao bao nhiêu lâu em phải về Chứ còn không họ rút lại cái nomination đó Chứ không phải là em xin một tỉnh mà em nộp lên Em mở tỉnh khác đâu, không phải Hoàng Kim à, Chào thầy, hiện chỉ có lệnh không cho nhập cảnh vào Ontario thôi phải không? Các tỉnh khác vẫn chưa Các tỉnh khác vẫn chưa Và rõ ràng trong cái ngày thứ sáu Thì à, à, khi mà à, họp á, Thì à, ông Ford ông đề nghị lên chính quyền liên bang là ông request mà hoặc là ông ask tức là yêu cầu thôi là chính quyền liên bang phải đưa ra cái quyết định là cấm các cái chuyến bay quốc tế thì dĩ nhiên trong đó có chuyên chở uh, sinh viên quốc tế đến tỉnh ontario tại vì tình hình dịch bệnh nó vẫn đang còn uh, nghiêm trọng ở đây còn các cái tỉnh khác thì chưa có và và thủ tướng justin trudeau cũng có trả lời là tại thời điểm hiện tại chỉ có tỉnh Ontario đề nghị thôi cho nên là chính quyền liên bang họ sẽ làm việc trực tiếp với tỉnh Ontario để xem cái cách giải quyết như thế nào và tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái thông báo nào cụ thể chưa có cái quyết định đó à, cho nên á là hôm qua hôm kia gì đó là các cái nhóm rầm 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 dịch tầm bậy tầm bậy dịch thông tin mà dịch tầm bậy cái tiêu đề không là suspend international student không phải là suspend international student nha mà suspend tức là là hoãn hay là treo cái arrivals là sự đến à, suspend arrival of international student chứ không phải là suspend international student thế mà mà dịch ra một cái tiêu đề rất lớn là cấm sinh viên quốc tế à, vào Canada hay là vào Ontario là sai không phải cấm sinh viên quốc tế vào không phải là cấm giấy phép vào giấy phép vẫn cấp bình thường study permit vẫn cấp bình thường chẳng qua là hoãn lại những cái chuyến bay mà trong đó không chỉ chuyên chở à, là sinh viên quốc tế không đâu chuyên chở nhiều các cái đối tượng khác nhưng mà vì họ 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 gọi là ngưng các cái chuyến bay đến Ontario thì tạm thời họ ngưng cái cái việc là cho sinh viên quốc tế vào tỉnh Ontario thôi chứ đâu có cấm hoàn toàn mà dịch trên lung tung các anh chị làm nghề báo chí và 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 làm nghề gọi là đưa tin nhưng mà đưa tầm bậy tầm bạ thế là gây hoảng loạn cho phụ huynh phụ huynh người ta không biết tiếng Anh người ta nghe dịch tầm bậy tầm bạ người ta ngại cái study permit vẫn xét duyệt bình thường và thậm chí họ còn đưa ra một cái quy định là gì không phải quy định mà họ đưa ra một cái thông báo rằng là nếu mà nộp trước ngày 15 tháng 5 à, những cái bạn sinh viên mới hoàn toàn đó nếu mà nộp xin được cái trường rồi nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 5 thì cái hồ sơ đó sẽ được cấp à, cấp hoặc là từ chối chứ không phải là được cấp đâu mà cấp hoặc là từ chối cái study permit à, vào ngày 8 tháng à, ngày 6 tháng 8 tôi chưa được 3 tháng là họ đã cấp rồi, còn cấp xong nhưng mà chưa cho nhập cảnh thì chúng ta từ từ nhập cảnh chứ có cái gì đâu mà cấm, làm gì có cái chuyện cấm trong đó. Chỉ có tỉnh Ontario thôi nhưng mà thông báo vẫn chưa có cụ thể cho nên là là một cái số tin là tôi chưa cho đăng là như vậy. À, tôi không có cho đăng tại vì đăng lên là làm nhiễu loạn thông tin. Trong khi đó thì cái cái chính phủ người ta vẫn đang bàn thôi chứ đã đưa ra quyết định đâu. Uh, anh thư và và anh thọ có thể liên lạc với nhau được. Nhưng mà nếu mà các anh mà cần thêm một cái thông tin về tư vấn xem thử là đi nó có lợi hay có hại hay là cần chuẩn bị gì cho các con thì các anh có thể là 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 xin thêm cái ý kiến của tôi để tôi tôi tư vấn kỹ hơn cho. Tại vì uh, làm cha làm mẹ thì ai cũng lo cho con nhưng mà có những cái chúng ta lo nó bằng thừa. À, hoặc là chúng ta chưa có cơ sở để lo Mà lo cũng không biết lo cách nào cả Chào Minh Hiền Bùi à, Thanh Danh Trần Chào thầy cho hỏi tháng mấy mới tiêm vaccine cho học sinh high school Học sinh high school nếu mà trên 18 tuổi à, Tôi có một học sinh ở trường mình là trên 18 tuổi Thì em này ở trong cái khu vực gọi là hotspot Và cũng đã được tiêm mũi 1 rồi Theo cái cái, cái 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 chương trình gọi là pop up Có nghĩa là tự xếp hàng rồi, rồi tiêm Nhưng mà pop up ở cái khu vực Toronto đó là à, ai tới trước được trước Ví dụ như đợt đó họ có 500 cái liều vaccine Thì ai ai đến trước Và được tiêm trước Nếu mà xác nhận là ở cái khu vực Hoặc là à, tâm điểm của dịch Và trên 18 tuổi à, Kể luôn các sinh viên quốc tế này nọ thì vẫn được Còn cái học sinh high school đó Là theo tôi biết Thì à, có một số các cái đề nghị à, Xem xét là Sẽ tiêm vaccine cho những cái em 12 tuổi tới 18 tuổi đó 12 tuổi à, tới à, dưới 18 tuổi Thì à, về y học thì tôi không rành Nhưng mà có thể là họ có một cái liều lượng vaccine khác Cho cái nhóm đối tượng là từ 12 tới 18 tuổi Đó. Chứ còn hiện tại thì à, vẫn trên 18 tuổi mới được Chứ chưa có thấy thông báo chính xác nào là dưới 18 tuổi được tiêm cả Cho nên chúng ta chờ thêm thông tin Nhưng mà các anh chị à, có thể yên tâm rằng là nếu mà con mình á à, Đang ở Canada, đang du học ở Canada nha Thì à, À, cái vaccine là hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí chứ không có lấy một đồng xu nào. Cho dù đó là khách du lịch, cho dù đó là à, học sinh sinh viên quốc tế, thì cứ đúng cái độ tuổi và cầm cái giấy xác nhận là đang ở cái khu vực đó, rồi tới để tiêm mà thôi. Thì à, đối với những cái khách du lịch thì họ có cái visa, họ có cái passport họ đem tới và họ cần thêm một cái giấy xác nhận là ở tại cái địa điểm đó thôi để làm gì để cho chính phủ họ họ theo dõi được họ nhập cái dữ liệu vào họ biết là đã tiêm cho người này ở đâu còn đối với những cái người mà có cái health card ở Canada đó mỗi tỉnh như vậy họ có một cái thẻ bảo hiểm y tế thì họ đem tới thì làm việc rất là nhanh nói chung là à, vaccine được tiêm và đã được gọi là thủ tướng Justin Trudeau phát biểu từ rất lâu rồi không có một ai phải trả tiền cho cái việc tiêm ngừa vaccine cả không có một ai phải trả tiền cho việc tiêm vaccine đó. thì cái này là áp dụng cho tất cả những người đang có mặt tại Canada tại vì họ không tới tiêm cho công dân Canada hay là thường trú nhân của Canada mà họ bỏ những cái đối tượng khác lỡ những cái đối tượng đó chính là những cái đối tượng mà gây ra lây nhiễm bệnh thì sao cho nên họ tiêm hết đó. với điều kiện là đúng độ tuổi và đúng theo cái nhóm và đúng theo từng cái thời điểm họ quy định. Tại vì vaccine cũng chưa chuyển về một cách gọi là dư giả gì, mặc dù Canada đặt nhiều hơn, đặt rất là nhiều. Đặt chỗ này, đặt các cái công ty lớn, đặt tới 7 cái công ty gọi là 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 chuyên cung cấp vaccine lớn mà trên thế giới là đã đặt hết. Thế nhưng mà hàng giao về chưa đủ, có nghĩa là chúng ta có tiền mà chúng ta cũng chưa có hàng. À, thì tạm thời họ đang cho ở tiêm mũi 1, càng nhiều dân ở Canada càng tốt và dự kiến là khoảng giữa tháng 7 thì 75% dân số của Canada là được tiêm mũi 1 rồi sau đó cái mũi thứ hai nó sẽ dần dần. Những ai tiêm vào hồi tháng 3 thì khoảng cỡ tháng 6 là tiêm mũi 2. Nếu cứ cách nhau tối đa là 4 tháng cái mũi 1 với mũi 2 là như vậy. Thì giống như tôi thì tiêm cái mũi thứ nhất vào ngày 23 tháng 4 vừa rồi thì tới ngày 13 tháng 8 phải tiêm lại mũi 2. Chào chị Lan Viên Trà Phương à, thầy cho tôi hỏi trước con gái tôi từ năm sang từ năm lớp 11 3 à, năm rồi cháu vẫn chưa về à, tháng 8 cháu ra trường liệu có phải về Việt Nam sang à, xong sang lại được không à, Cái về là được tại đâu có đâu có cấm đâu tại vì cháu xin cái à, học lớp 11 12 1 Tháng 8 cháu ra trường, tức là ra trường trung học hay là ra trường cao đẳng. à 3 năm, đó 11, 12, 1, 2. À, nói chung hiện giờ đó với cái tình hình là học online thì cháu có thể về Việt Nam học rồi cháu qua lại bình thường. Đã. Và nếu mà cháu thậm chí cháu có cái PGWP tức là cái work permit xong rồi cháu về Việt Nam, rồi cháu sang lại vẫn là chuyện bình thường thầy nói sơ sơ về cái OIMP mới. À, OIMP mới thì họ có đề cập rất là rõ rồi. Bây giờ hiện tại đang mở cho hai cái chương trình, tức là International Students mà có job offer và cái thứ hai là foreign worker có job offer. À, thì có 9 cái ngạch thì thì à, hiện tại với à, hai cái ngạch này đang mở nhận hồ sơ và theo theo tôi biết thì có nhiều cái hồ sơ đã được nộp rồi. Và khi nộp vào thì phải tạo ra một cái hồ sơ nó để tính cái điểm gọi là extraction of interest thì tính điểm dựa vào cái bằng cấp dựa vào độ tuổi dựa vào tiếng anh có có một loạt những cái yếu tố như vậy dựa vào kinh nghiệm việc làm dựa vào công ty dựa vào vị trí của việc làm để tính ra một cái số điểm và chúng ta submit cái đó lên thì sau này tỉnh họ sẽ đi lượng một vòng và họ xem xét là à, họ sẽ lấy từ cái điểm sàn là từ ví dụ như lấy từ 30 trở lên. Thì những cái người mà đủ 30 điểm trở lên thì họ nhận, họ vớt ra và sau đó thì họ sẽ phát cho một cái thư mời hoặc là cái ITA. À, để mà từ đó bổ sung hồ sơ rồi nộp, nộp xong khoảng cỡ 3 tháng hoặc là 4 tháng thì có cái nomination của tỉnh. Rồi từ cái nomination của tỉnh đó mới nộp lên liên bang. À, mới nộp lên liên bang thì hiện tại là à, cái cổng đã mở ra cho chương trình gọi là oimp dành cho diện là job offer tức là những cái người mà có job à, có công việc á, dành cho hai nhóm đối tượng một là những cái em mà đã tốt nghiệp ở canada trong vòng hai năm trở lại đây à, và à, cái nhóm thứ hai là foreign workers tức là những cái người mà theo vợ theo chồng hay là đang đi làm ở canada mà dưới cái cái uh, gọi là giấy phép gọi là open work permit hay là là work permit làm cho một công ty nào đó mà công ty họ hỗ trợ về mặt giấy tờ. Thì uh, nó đã có trên hệ thống rất là rõ rồi, nếu mà ai không rành á thì vào trong cái uh, cái trang cicnews.com uh, á thì họ có liệt kê ra rất là rõ, họ viết một cái bài uh, nói về cái hình thức nộp cái uh, OIP này nó như thế nào. Tuy nhiên cái OIP là nó dành cho những cái nhóm đối tượng mà có thể là à, hiện giờ họ đang chuyển dần sang cái chương trình mới tức là chương trình mà gọi là temporary policy đó tại vì nó quá dễ nếu như lấy cái gọi là temporary, temporary policy áp dụng cho cái ngày 6 tháng 5 sắp tới này nè thì gần như thì gần như tất cả những cái nhóm mà nộp OIP này đều đủ điều kiện cả đó, điều đủ điều kiện tại vì họ tốt nghiệp ở canada và họ đang có việc làm đó và họ có tiếng anh đó, tại vì oimp thì vẫn phải xét tiếng anh cho nên họ có đó, điều này có nghĩa là oimp nó sẽ mở ra một cách lâu dài hơn mặc dù là tính theo điểm nhưng mà oimp là chương trình của tỉnh nó kéo rất là dài thời gian cho nên à, nếu như mà có một cái chương trình nào nhanh hơn gọn hơn tốt hơn thì người ta sẽ nộp Đó. cho nên theo tôi biết là những cái bạn mà chuẩn bị nộp oimp thì khi mà nghe cái chương trình temporary policy này thì họ chuyển sang họ nộp trước cái đã nếu như họ không có được một cái suất họ không thành công thì họ quay ngược về lại cái oimp và oimp theo cái hệ thống tính điểm gọi là uh, expression of interest này thì nó công bằng hơn nó rõ ràng hơn hồ sơ mạnh yếu chúng ta biết được là chính phủ sẽ cấp cái nomination hay không đã đường đi nước bước nó rõ hơn nhưng mà theo tôi biết cái OIP nó không hề dễ một chút nào cả đây là chương trình của tỉnh lớn mà cho nên nó không hề dễ nó đòi hỏi rất là nhiều ừ. còn cái chương trình mà theo chính sách tạm thời tức là 90 000 đó đó trong khi đó là có 40 000 dành cho sinh viên tốt nghiệp ở Canada mà đang có đã, đã có việc làm á thì nó vẫn là một cái chương trình rất tạm thời thôi chứ nó không phải lâu dài, còn cái OIP là chương trình lâu dài, chương trình của tỉnh bang lâu dài. Xuân Quang uh, Thanh Phương vào có gì thắc mắc hỏi thầy. Uh, quý vị uh, vào nếu mà còn kịp thì có thể hỏi tại vì tôi uh, trả lời thêm khoảng cỡ 15 phút nữa thì tôi uh, dừng và sau đó thì uh, uh, chở các em trong nhà nó đi chơi bây giờ là mùa xuân rất là đẹp. Hôm nay trời nắng. Phạm Hồng Nhung em muốn hỏi du lịch sinh sản có áp dụng ở Canada cho người Việt Nam và chi phí là bao nhiêu? Cái này anh chịu. Anh chỉ biết rằng là khi em xin cái visa và nhập cảnh đó thì với cái này là cẩn thận. Cái này ở Mỹ thì hình như có. Còn du lịch sinh sản à, nếu như chúng ta đừng à, nếu như các anh chị em mà có thể chứng minh được rằng là mình có rất nhiều tiền và mình chứng minh được với chính phủ Canada rằng là tôi muốn à, sang Canada để tôi sinh con à, cho nó có điều kiện y tế tốt tôi có cô mang theo rất là nhiều tiền thì có cứ việc đi nếu mà chính phủ họ họ thấy hợp lý thì họ vẫn đi họ vẫn cho còn cái dạng mà đi mà theo cái kiểu là cài đó tức là chúng ta xin cái visa du lịch xong chúng chúng ta sang bên này ví dụ như là à, có thai tháng thứ ba gì đó mà lọt được sang bên này rồi bắt đầu sinh con bên này để mà cài cái diện đó giống như là chúng ta cài một cách logic để sinh con bên Canada để lấy cái quốc tịch cho con đó thì chúng ta phải cẩn thận tại vì y tế nó cũng rất là đắt à, y tế theo tôi biết là nó không rẻ một chút nào đâu đối với những cái ca mà sinh sản như thế này tính bằng hay, bằng bằng chục ngàn chục ngàn không đó à, chúng ta cẩn thận cái cái vấn đề đó còn chính xác bao nhiêu tiền thì tôi không biết tôi chỉ biết nó rất là đắt thôi Nguyễn uh, Huỳnh Quốc Trung rồi Cẩm Hồng xin chào. Bích Khoa Liêu Sao em chia sẻ không được ạ à? Em vẫn chia sẻ bình thường mà Trang này là trang mở mà Trang này là trang mở cho nên vẫn chia sẻ bình thường được Không không ảnh hưởng gì uh, Em bấm vào cái nút Ngô trục diện du lịch sang thăm con nhập cảnh được chưa Hiện tại là chưa Nó chỉ họ chỉ cho phép thế này nè Ví dụ một học sinh mà trung học dưới 18 tuổi Thì họ cho phép một trong hai phụ huynh được theo nếu mà có visa du lịch nha. Ví dụ à, con là 18 tuổi, à, con dưới 18 tuổi đi học lớp 10 11 đi ở Canada thì à, mẹ hoặc cha được theo chứ không phải cả hai người nha. Mà mà trước đây họ yêu cầu có một cái giấy miễn trừ đó nhưng hiện giờ là không cần luôn. Có nghĩa là nếu con dưới 18 tuổi nhập học sang Canada thì cha hoặc mẹ được đi theo chỉ một trong hai người thôi được đưa con đi theo, tại vì nó dưới 18 tuổi nó được à, gọi là minor tức là vị thành niên cần phải có người đi theo và người đó theo luật là được theo thông báo hiện giờ là được. Mai Trân thầy ơi cho em hỏi có nên thuê công ty à, dịch vụ tư vấn hay là tự nộp hồ sơ? Cái này là em em à, em phải tự hỏi em trước. Ví dụ như em tự tin rằng em có thể đọc có thể hiểu được tất cả các cái văn bản của chính phủ à, thì em hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ được. Không sao cả, đặc biệt là các cái chương trình như SDS chẳng hạn, nếu mà em tự tin là em có thể tự nộp. Cái vấn đề là nếu mình không quen, mình không rành gì hết á, thì mình có thể nhờ một cái công ty. Mà thưa các anh chị á, là chúng ta cũng không nên cực đoan ở cái chỗ thế này này. Chúng ta nói là nếu mà tôi biết thế rồi thì tôi cần gì phải thông qua công ty. À, thế thì cái dịch vụ du học họ làm cái gì? Phải không ạ? Đó. Ví dụ tôi vẫn biết Tôi vẫn biết về di trú Tôi vẫn biết về du học Nhưng mà đôi khi tôi muốn Tôi muốn thuê một cái dịch vụ Họ làm, họ chuyên nghiệp hơn Họ sinh ra, họ hoạt động Để họ phục vụ cho một cái mục đích Ví dụ các công ty tư vấn du học Nếu mà tôi đang nói về công ty tư vấn du học chuyên nghiệp nha, Và mức độ chuyên nghiệp thì nó cũng tùy à, Có người người ta họ gọi là họ chuyên nghiệp Nhưng mà họ không chuyên nghiệp Hay là có người thật sự họ không quảng cáo Nhưng mà họ rất là chuyên nghiệp Tại vì họ nộp nhiều, họ biết và họ am hiểu à, thì đơn giản nhất là con tự nộp được hay không nếu mà em thấy không ổn thì em sẽ nhờ một cái công ty họ sẽ xin được cái trường ví dụ thậm chí là em đã nghiên cứu về trường rồi em nghiên cứu về cái trường abc gì đó và em muốn học chương trình đó em nói với họ rằng là tôi muốn vào cái trường, trường này đó, thì chị có xin được cái uh, thư nhập học nhanh hơn cho tôi hay không tại vì đa số các công ty tư vấn họ có cái quan hệ đối tác với các cái trường và họ đi theo cái cổng riêng của họ đi rất là nhanh ví dụ như là một học sinh mà tự nộp trên cái hệ thống của trường đó à, tự nộp hồ sơ lên thì cái thời gian nó mất rất lâu trong khi các cái công ty này họ có cái mối quan hệ đối tác với cái trường cao đẳng đó tại vì trong trường cao đẳng đó họ có cái người làm công tác tuyển sinh quốc tế thì họ sẽ làm rất là nhanh à, và chúng ta lấy cái thư nhập học đó rồi chúng ta nộp hồ sơ mà thật ra đó Thì các cái công ty Họ thường thường Họ có quan hệ đối tác Với các cái trường ở Canada Thì họ có một cái phần Người ta gọi thẳng ra Đó là cái commission Với các cái trường đó à, Tại vì các cái trường không trực tiếp tuyển sinh Bây giờ họ tuyển Thì họ dĩ nhiên họ phải lấy phí lại à, Trường phải đưa cho họ một cái, cái phí uh, Nhất định Cái đó gọi là hoa hồng Phải không ạ à? Thì uh, họ đã nhận được cái phần đó rồi Cho nên họ sẽ bớt đi cái phí dịch vụ cho mình thậm chí có nhiều công ty họ làm miễn phí cái phần giấy tờ nữa họ chỉ lấy cái phí dịch thuật thôi à, thế thì tội gì chúng ta không nhờ vấn đề là chúng ta làm việc một cách rõ ràng công ty này họ chỉ đại diện cho mình để xin trường họ đại diện cho mình để nộp mà thậm chí họ không đại diện đâu hiếm cái công ty nào mà được đại diện nộp hồ sơ cho cho học sinh lắm tại vì à, cái đó là cái cái phải có giấy có giấy phép đàng hoàng chứ không phải tự nhiên mà nộp lên với chính phủ không không tôi làm rồi tôi nộp cho người khác đâu không phải à, họ chỉ chuẩn bị cho mình hồ sơ họ tạo cho mình một cái tài khoản đứng cái tên của mình để nộp thôi nói chung là họ làm cho mình cái phần việc mà lẽ ra mình phải làm ừ. nhưng mà mình không rành thì à, nên hay không nên là em tự đặt câu hỏi của em em có đủ khả năng để tự nộp hay không nếu không thì cứ nhờ công ty và nhờ công ty thì phải nhờ công ty cho nó chuyên nghiệp à, họ phải hơn mình thì mới được chứ còn mà họ không rành bằng mình thì thôi mình tự làm xuống hơn phải không cho nên là vấn đề em chọn được cái công ty nào có uy tín hay không và họ có hơn gì em hay không à, nếu em xác định là em không hơn họ họ làm tốt hơn họ tư vấn một cách logic hơn thì nên nhờ họ làm cho nó nhanh chân ngọc thầy ơi em đang băn khoăn nên học postgres có một năm hay hai năm thầy giả sử nếu em học một năm để lấy pgwp một năm sau khi pgwp hết hạn nhưng vẫn đang làm việc cho một công ty có Job offer thì có được trực tiếp hay không oh, cái cái này là khi mà em hết cái pgwp đó thì công ty phải, phải làm các cái giấy tờ để hỗ trợ cho em xin cái close work permit và cái đó nó không phải là giải pháp thông minh em nên nhớ là không phải là một giải pháp thông minh nếu như em tính rằng trong vòng cái một năm có pgwp đó em là hồ sơ cực mạnh để em nộp được cái pr liền thì không nói còn nếu như em không phải là một cái gọi là nhân vật quá đặc biệt không có ai hậu thuẫn gì cho em hết thì nên học 2 năm để lấy cái PGWP 3 năm cho nó an toàn tại vì chúng ta cho mình nhiều thời gian hơn phải không để mình chuẩn bị thì nó vẫn hay hơn thầy ơi cho con hỏi trong quá trình con đi học college con đã làm thêm bạc thai đúng chuyên ngành con học được một năm vậy bây giờ tốt nghiệp con đi làm full time hơn nửa năm rồi con có được full time một năm kinh nghiệm nộp theo diện mới không? diện mới là là họ đâu có cần chứng minh cái một năm kinh nghiệm đâu. diện trừ khi con muốn gọi là CEC thì nó mới đòi một năm kinh nghiệm chứ còn cái hệ thống bây giờ nó đâu có cái temporary policy là không không có không có đòi một năm, chỉ có là cái công việc uh, tại thời điểm nộp hồ sơ là là con đang có việc làm thôi còn cái thời gian mà làm phạt thai trước khi đi học đó là họ không tính vào cái kinh nghiệm Canada đâu nha họ không tính đâu họ tính sau khi con có cái PGWP thôi Tuấn Nguyễn anh cho em hỏi là chương trình federal skill worker thì khi nào Canada mới dự tính mở lại à cái này thì chắc là em anh sẽ gửi cho em một cái cái hình à, một cái hình gọi là cái uh, federal skill worker tạm thời nó đang bị chìm xuống dưới đáy biển có nghĩa là không biết khi nào thì họ mới cho trở mở mở trở lại tại vì bây giờ do cái dịch bệnh như thế này cái việc đi lại nó khó biên giới thì đóng cửa cho nên tạm thời họ phải ưu tiên hết cho tất cả những cái cái người ở trong Canada cái đã có mặt ở trong Canada và theo anh đoán không nhầm thì cũng phải là tệ lắm thì cũng chắc hết năm nay đã. mà hết năm nay thì tất cả những cái hồ sơ mà mà federal skill worker này chắc điểm tăng cũng cao à tăng cao lắm còn hiện tại họ ưu tiên cho các cái chính sách tạm thời rồi các cái chương trình CEC là nhiều các cái PNP CEC uh, nhiều hơn công thành chào anh con em đang học lớp 12 tại Ontario tháng 12 tốt nghiệp và cháu chọn ngành kỹ thuật và đang phân vân hai, hai trường Centennial College và University of Manitoba cho em hỏi nên chọn trường nào tốt hơn về kỹ thuật uh, nó có một số cái điều anh cần cân nhắc là thế này À, tôi thì tôi vẫn ủng hộ cái quan điểm là học cái đại học à, không không phải vì tôi là cái người uh, học đại học rồi học cao học ra mà tôi nói như vậy hay là tôi làm giáo dục mà tôi nói như vậy nhưng tôi thích các cái em mà nó đang học tốt à, nó đang học tốt và cái tuổi nó còn dài thì cái việc mà gia đình có thể cho cháu học được đại học thì nên cho học đại học tại vì vẫn có nhiều người người ta bảo rằng là học trước đi à, cái cao đẳng để ra xin việc làm rồi xin định cư rồi sau này á, là quay trở lại trường học à, đại học phải không ạ rồi thì cái phí nó rẻ hơn xin thưa với các anh chị cái con đường nó bị ngắt quãng và khi chúng ta ra đi làm rồi á, thì chúng ta rất khó để mà quay lại thực hiện cái việc học của mình à, ít nhất là trong cái thời gian mà gần có nghĩa là ví dụ các em nó đã ra đi làm rồi, đang làm rồi làm sao mà đi học, rất khó. Mà lúc đi làm mà đang kiếm tiền như vậy đó, rồi ngưng lại để đi học nó sẽ rất khó. Cho nên tôi ủng hộ quan điểm rằng là nếu như học 12 đang học rất tốt và gia đình vẫn có đủ điều kiện, thì nên khuyến khích cho các cháu này, tại vì các cháu còn rất trẻ là nên học lên uh, đại học, chứ không nên dừng lại cao đẳng cao đẳng nó áp dụng đại trà cho dân Việt Nam là vì sao? Tại vì đa số những cái em sang đây học cao đẳng là vì ở Việt Nam họ đã có một cái bằng đại học rồi, hoặc là họ đã uh, không đủ điều kiện, không chuẩn bị trước về mặt tài chính cho nên là muốn tính con đường ngắn, gọi là lấy ngắn nuôi dài, nhưng mà thực tế là lấy ngắn nuôi ngắn xong rồi là quên luôn cả chuyện dài. Cho nên nếu có hai lựa chọn thì tôi khuyến khích anh là nên cho con nó học đại học Manitoba học 4 năm hẳn hồi. Tại vì không có cái con đường nào mà nó rộng mở bằng con đường đi học và đại học. Thậm chí có nhiều người nói là học 2 năm ra rồi đi làm vẫn có tiền nhiều hơn. Tiền nhiều hơn là một mặt, còn cái kiến thức mà chúng ta tiếp nhận được, một cái người đi học 2 năm và một cái người đi học 4 năm, người đi học 4 năm nó ngồi hoài trong trường và học liên tục sẽ đọc được nhiều hơn tiếp cận được nhiều hơn với cái giới gọi là học thuật thì cho nên cái lộ trình đó, cái 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 hành trình học hành sau này nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều và các cháu này còn quá trẻ cho nên không nhất thiết phải cứ ôm vào là cao đẳng rồi ra trường kiếm việc làm đâu không phải là giải pháp cho nên à, nếu tôi là một phụ huynh mà tôi là có tiền nha tôi có tiền đủ để cho con mình đi học à, đại học thì tôi khuyến khích anh là nên cho cháu đi học đại học chứ đừng có cho vào cao đẳng Câu đẳng là trừ khi mình không có tiền và trừ khi mình gấp gáp quá còn cái cái việc mà học xong 4 năm đại học thì dĩ nhiên cái điểm định cư nó cũng sẽ cao hơn và các cháu nó rơi vào cái độ tuổi vàng nếu như mà nộp định cư tại vì học 12 xong mới 18 tuổi học 4 năm đại học xong cũng mới 22 tuổi ra đi làm một năm mới 23 tuổi thôi và 24 tuổi bắt đầu độ tuổi vàng để nộp cái chương trình định cư và nếu như một cái người cầm cái bằng đại học tôi nói thật với các anh chị em nha nếu như chúng ta Việt Nam có một cái bằng đại học rồi, chúng ta học cao đẳng thì đó là chuyện khác. Còn nếu như thực sự ha mà cầm một cái bằng cao đẳng không thôi với một cái người cầm một cái bằng đại học, cái sự tự tôn trong con người á luôn luôn nó có ở cái người cầm cái bằng đại học. Nói đi thì nói lại, đừng có nghĩ rằng bên này họ không tôn trọng, họ không có đánh giá cao về bằng cấp đâu, đó là họ nói thôi, còn thực tế mà các anh chị thấy, một cái đẳng cấp giữa một người cầm cái bằng cao đẳng À, đơn thuần với một cái người cầm một cái bằng đại học bao giờ nó cũng có sự khác nhau ít nhất là trong tự tôn của con người đó họ có tôi đã từng học đại học ra à, tôi học lâu hơn tôi có kiến thức hơn à, chứ chúng ta đừng có đi theo phong trào không nên đi theo phong trào chốt lại là tôi ủng hộ cái việc anh chọn cho cháu đi học đại học manitoba hơn nên manitoba là một cái tỉnh mà chính sách định cư dành cho sinh viên quốc tế rất tốt. Thầy cho em hỏi là con em đang xin study study permit ngày 1 tháng 4 bằng thư báo đậu đại học. À, có điều kiện chứ không có LOI chính thức vì cuối tháng 6 à, con mới xong lớp 12. Vậy con em có đủ điều kiện để xin à, cấp trước ngày 30 như chính phủ thông báo hay không? nên bổ sung nha tại vì nếu mà xin SDS thì nên bổ sung cái cái thư nhập học chính thức chứ còn cái thư có điều kiện thì nó chưa đủ đâu. Tại vì thư có điều kiện là chúng ta chưa đóng học phí. Còn nếu mà chúng ta đã đóng học phí này nọ đầy đủ rồi đó thì chúng ta sẽ bổ sung cái cái giấy biên nhận của trường vào cho nó chắc ăn. À foreign worker thì có yêu cầu nót nào trở lên chắc chắn là có con vào trong cái trang OINP nhé, OIMP và a à, foreign worker nó nào trở lên không chỉ yêu cầu liên quan ngành. À, con đang hỏi chương trình tạm thời hay là chương trình OIMP, con phải coi lại à, à, kỹ một chút xíu nhé. Cái này thầy chưa có nắm rõ hồ sơ của con, tôi với con đang hỏi foreign worker foreign work experience với yêu cầu nó, chắc chắn là có. Chắc chắn là phải có. Ừ con con gõ cái chữ là foreign work experience how a foreign work experience is calculated thì họ sẽ chỉ rất rõ Tuấn Zino em tính cuối tháng sau chạy uh, đi Canada bây giờ em lo lắng có chạy sang được không thầy cuối tháng sau chạy đi Canada bay đi chứ bay chứ sao chạy được đi Canada mà bây giờ em không không lắng không lắng có chạy sang được không thầy thầy không không hiểu câu hỏi của em à, nếu như em có visa rồi ha và em thuộc cái diện được nhập cảnh thì à, em mua vé em sang còn không thì em phải chờ có cái thông báo xem tử họ ngưng thì họ ngưng bao nhiêu lâu khi họ mở thì chúng ta quay trở lại thôi bình thường thầy ơi bên thầy có chạy sang canada không thầy à, thầy vẫn không hiểu câu hỏi của em em hỏi lần thứ hai rồi thầy ơi bên thầy có chạy sang canada không à, cái câu hỏi không có rõ ràng muốn chạy là sao thầy không hiểu thầy đọc lui đọc tới hai lần cái cái câu hỏi của em thầy vẫn không hiểu thầy có chạy sang Canada không thầy chịu thầy thầy đi bằng đường bay không à Hôm giờ đi toàn đi bằng máy bay không chứ đâu có chạy được em tính cuối tháng sau à, Lê Thu Quỳnh em cảm ơn thầy rất nhiều à, thầy hòa là số 1 không thầy không phải là số 1 đâu thần tượng này quá là sau này thất vọng À, trên đời này mà cứ thần tượng ai là sau này bị thất vọng. Các anh chị em cứ nhớ như vậy, tôi không phải là thầy giảng đạo gì cả nhưng mà cứ thần tượng ai là sau này các anh chị em thấy rất là thê thảm. À, cho nên là cứ sống bình thường thôi. Khen chút nhau thì được. Chứ mà thần tượng số 1, số 2 rồi sau này là mấy các anh chị biết. À, thần y thần y à, à, thần y yên đó, thần y Facebook đó. Đó các anh chị em cũng thấy rồi đó, đừng có thần tượng ai hết. Tôi chưa bao giờ thần tượng ai. Thầy ơi cho con hỏi hiện tại con đã chuẩn bị bay vào ngày 7 tháng 5 tới đến Toronto nhưng con có thấy Ontario có đề xuất đang đề xuất thôi cho nên con cứ việc khi nào họ có thông báo chính thức tính tiếp còn ngày 7 tháng 5 thì thông thường họ thông báo thì đâu phải là ngay lập tức được cho nên cũng phải có thời gian chuẩn bị còn con mua vé rồi phải không thì uh, chưa có thông báo là cứ 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 việc yên tâm có thông báo rồi chúng ta tính tiếp mà trong những cái trường hợp bị delay hay như thế nào đó mà do chính sách của chính phủ thì hãng bay họ sẽ phải tính tiếp cho con, không sao đâu. Cao đẳng thầy ạ, à. tại một tuần cháu phải tới trường hai buổi thực hành, cháu không về được. Khi tốt nghiệp xong cháu có bị bắt buộc về Việt Nam không? Không, khi tốt nghiệp xong thì cháu sẽ xin cái PGWP tức là cái giấy phép đi làm. Cái giấy phép đi làm cho phép cháu được ở lại Canada chứ đâu phải về bắt buộc về Việt Nam làm gì ạ? À? Không phải. Ngọc Nga Phan Thị chào thầy, con gái em đang học cao đẳng ở Saskatchewan. À, chữ Saskatchewan là nghe nói người dân Canada này thì uh, 10 người cũng phải 9 người viết trật cái chữ Saskatchewan. Cho nên là chúng ta viết trật không sao. Cháu có thể bảo hiểm y tế nếu cháu muốn tiêm ngừa Covid-19 thì làm sao? Cháu phải theo cái uh, Uh, cái cái uh, y tế của tỉnh Saskatchewan xem thử đúng độ tuổi hay chưa. Nếu mà đúng độ tuổi thì chúng ta sẽ đi tiêm thôi. Còn hiện giờ uh, theo thầy biết là vẫn chưa chưa có tỉnh nào họ hạ độ tuổi xuống 18 đâu. Trừ một số tỉnh như là Ontario nhưng mà chỉ có một số vùng thôi, một số những cái bạn mà ở cái vùng gọi là tâm dịch á thì mới được ưu tiên thôi. Chứ còn Saskatchewan thì chắc là cũng chưa hạ xuống 20 tuổi, 18 tuổi đâu. Cho nên là phải theo dõi cái cái tỉnh đó chính sách y tế của họ như thế nào và họ sẽ thông báo một khi đủ điều kiện là chúng ta cứ đăng ký thôi. Còn hiện hiện tại nếu mà đăng ký thì hệ thống đó chưa cho. Thầy cho hỏi học kỹ thuật cơ khí ra trường có việc làm không và cháu đang học 12. Cơ khí nếu mà xin được vào cái trường cơ khí là anh yên tâm mấy cái ngành này là Canada họ đang rất là cần. Nhưng mà phải hỏi cháu xem thử cháu có thích học cái ngành cơ khí hay không nha. Yeah không hỏi hỏi kỹ xem nữa là cháu có thể học ngành cơ khí cháu có tưởng tượng ra được làm cơ khí là làm như thế nào hay không? Tại vì theo tôi biết là những cái ngành mà thở đó họ đang thiếu nhân lực. Hôm trước có nhiều bạn đăng lên tuyển cơ khí mà tuyển không ra. Rồi có một bạn là tuyển cái cái thợ hàng đó ở đảo Hoàng Tử cũng tìm không ra người, rất hiếm, rất hiếm. Mà có người có nghề thì lớn tuổi quá, vân vân. Long Trình, chị gái em đang học ở Embarita, em muốn hỏi về yêu cầu của chương trình đề cử tỉnh này. Em vào cái chương trình gọi là AINP nhé, AINP, tức là chương trình của tỉnh bang Embarita. Tại vì à, à, chương trình tỉnh bang mà hỏi một cách chung chung thế này là mơ hồ vô cùng. À, tại vì chúng ta phải xem thử là chúng ta thuộc cái nhóm nào trong cái chương trình AINP đó. Tại vì mỗi tỉnh như vậy họ có từ 3 tới 9 cái chương trình định cư của tỉnh khác nhau xem thử chúng ta thuộc cái nhóm nào thì chúng ta sẽ đọc hiểu kỹ về cái nhóm đó chứ còn không ai đi tư vấn chương trình aip cả đó. kể luôn cái một số bạn ở bên Việt Nam là cứ nghe aip tức là chương trình của bốn tỉnh Atlantic ấy. đó là cứ nghe thế là nói là thầy ơi tư vấn cho em cái chương trình AIMP thì thì thầy chịu không ai làm cái việc đó được cả đó. phải xét hồ sơ trước xem thử nó phù hợp với cái gì mới làm mới mới tư vấn được chứ còn không là chịu thua. Tại vì chương trình định cư mà ngay cả những cái luật sư không phải là cố vấn gì trú đâu mà luật sư về chuyên về định cư họ chưa chắc họ đã nắm được tất cả các cái chương trình. Ví dụ họ làm tỉnh này họ chuyên về tỉnh này thì họ nghiên cứu, còn họ chuyên về tỉnh kia thì họ nghiên cứu tỉnh kia. Cảm ơn thầy chúc thầy và gia đình chủ nhật an lành và nhiều niềm vui. Xin cảm ơn à, Vũ Hồng Thẩm rồi. Phương Thanh con chào thầy, visa của con có hạn trong một năm đến tháng 12-2021 hết hạn vì con đăng ký Pre-Health. Thầy cho con hỏi là con sẽ cần gia hạn từ khi nào để đảm bảo thời gian học tiếp? Tháng 12, bây giờ là tháng 5, thì con sẽ gia hạn tiếp tục dựa theo cái LOA của trường. Nếu mà trường có cái LOA mới thì mình dùng cái đó để mình gia hạn tiếp tục để mình học còn nộp trước khoảng cỡ uh, hơn 3 tháng một chút, khoảng cỡ 4 tháng là nộp bắt đầu nộp là được rồi, để cho nó yên tâm. Crystal Phạm, thầy ơi em thắc mắc công ty nhận commission của trường thì trường có lấy học phí cao hơn. Tuyệt đối không. À, em nên nhớ này, à các các anh chị em mà mà không thì tôi giải thích cho các anh chị em một chút xíu, cái này nó liên quan tới cái thông tin trường sẽ không lấy học phí cao hơn từ những cái hồ sơ mà uh, agent họ gửi tới. Tất cả các công ty du học này họ chỉ làm thao tác là gì? Họ giúp tuyển sinh cho trường. Họ giúp làm hồ sơ để xin cái study permit cho học sinh. Còn học phí em có tự nộp thì cũng học phí chừng đó. Công ty nộp thì em cũng học phí chừng đó. Và về mặt nguyên tắc học phí phải là do học sinh đóng chứ không cần phải đưa qua agent đóng. Các anh chị em nhớ nha Agent không không được quyền Không được quyền là nộp tiền cho học sinh à, Nộp tiền thay cho học sinh Không cần Có nghĩa ví dụ như có nhiều agent á, Họ nói rằng là họ họ thu một cục luôn Họ thu 20 ngàn học phí Trong khi đó họ đóng cho trường Thực tế là có 17 ngàn Thì cái 3 ngàn đó các anh chị nên nhớ vào túi của họ Và cái việc làm agent như vậy đó là sai Sai hoàn toàn Ví dụ như tôi có một học sinh ở Việt Nam đi chẳng hạn Tôi nói rằng là trường là cấp cái thư báo nhập học Học phí 16.000 một năm Thì Asian họ chỉ đem cái thư nhập học của trường Và họ đưa cho gia đình Gia đình đi đóng Tại vì trên cái thư nhập học đó có ghi rất đầy đủ các cái thông tin Về chuyển khoản cho trường Và số tiền mà ghi trên đó là số tiền chính xác Chứ Asian không được phép nâng nó lên Đó và khi mà thông qua agent như vậy thì các anh chị biết rồi trường nếu như họ tuyển được thì tội gì họ phải có agent tại vì qua agent là họ sẽ mất một cái khoản chi phí đó. mà chi phí này cái này là thực tế thôi tại vì agent họ làm cái công tác tuyển sinh mà cho nên ví dụ họ nhận được 10% trên cái cái học phí đó chẳng hạn à, tôi giải thích cho các anh chị rõ một chút xíu ví dụ như học phí của các anh chị đóng là 17.000 cho trường cao đẳng tự đóng cũng vậy Mà agent họ đóng cũng vậy thôi Mà agent đâu có đóng Agent chỉ thiên cái thư nhập học rồi Các anh chị phải đi đóng tiền mà Phải không? Hoặc là agent họ đưa cái thư đó cho các anh chị Các anh chị cầm ra ngân hàng mà đóng tiền chứ 17 ngày đó Thì trường nhận Nhưng mà nếu như Trường được nhận học sinh này Nhận học sinh này thông qua một công ty Thì trường phải chia khấu lại phải trả cái commission đó ví dụ như 10% là 1.700 đô cho chính cái agent đó à, nếu như các anh chị em chưa bao giờ nghe cái 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 hình thức hoạt động như thế này thì tôi chia sẻ thật với các anh chị là như vậy cho nên agent họ sẽ nhận được một cái khoản là 1.700 agent tức là các công ty tư vấn du học họ sống được họ sống được họ hoạt động được là nhờ các cái commission mà các cái trường chi trả cho họ còn cái phí dịch vụ đó thì nó sẽ phát sinh như thế này nè phí dịch vụ nếu như các anh chị em mà nhờ họ làm hồ sơ mà họ không phải là đối tác của trường đó thì họ không lấy được cái commission cho nên họ sẽ nói thẳng với các anh chị em là tôi hỗ trợ hồ sơ nhưng mà tôi không làm agent cho trường này cho nên cái phí dịch vụ nó cao ví dụ họ sẽ lấy 1 ngàn hoặc là 2 ngàn đô tức là mấy chục triệu phải không ạ à? thì anh chị em có đồng ý hay không thì tùy đó chứ còn thực tế đó chỉ còn thực tế là trường không có lấy thêm asian không được phép lấy thêm tiền của, của học sinh thế thì nếu mình xét một mặt nào đó rằng là agent hỗ trợ mình làm mà phí mình vẫn đóng chừng đó thì tội gì mình không nhờ để cho nó khỏe phải không ừ. tôi trả lời thêm hai ba câu hỏi nữa là xong à, hay ly nguyễn À, thầy cho em hỏi thời gian này em có thể nộp xin visa du lịch để qua thăm bạn trai em em uh, chưa qua được bạn trai em không phải là nhân vật thiết yếu à, không phải là nhân vật thiết yếu em có visa du lịch thì em tạm thời em để đó à, chứ còn hiện tại là chính phủ chưa cho phép những cái visa du lịch mà cho dù đi thăm chồng còn người ta còn chưa cho mà à, visa du lịch cha mẹ đi thăm con họ còn chưa cho mà chứ làm sao mà bạn gái mà sang đi thăm thăm bạn trai mà họ cho được không có nguyễn huy khánh tạm thời em nên gác lại cái chuyện à, à, nhớ nhung à, nhớ nhung thì online facebook gì đó tạm thời tới chính phủ họ chưa cho nhập cư à, chưa cho nhập cảnh kiểu đó đâu nguyễn huy khánh em đang nộp online xin visa du lịch em apply rồi mà hơn một tháng chưa có thư mời lăn tay um, cái visa du lịch thì khi nào họ kêu thì em em đi thôi em ơi, không không có chính xác đâu, đừng lo. Nhưng mà cái thủ tục lăn tay thì thủ tục gọi là lăn tay là tức là lấy dấu vân tay và chụp hình, đó là một thủ tục bắt buộc khi chúng ta xin cái visa sang Canada. À, nếu chưa có thì chúng ta chờ. Tại vì visa du lịch không phải là diện ưu tiên được xét duyệt tại thời điểm hiện tại. Dầu sôi lửa bỏng, dịch bệnh như thế này thì cái visa du lịch chưa phải là visa ưu tiên. Cho nên họ có quyền Giam lại, họ xử lý các cái hồ sơ khác trước, ưu tiên cho du học, ưu tiên cho đoàn tụ gia đình trước. Con em tháng 8 năm nay qua Vancouver học high school, vậy mình có nên cho bé qua đó học không thầy? À, em có thể đi chung với bé được không? Nếu em có visa du lịch ha, và em có bé là dưới 18 tuổi thì em có quyền đi theo, à, được phép đi theo. Vấn đề là nên đi qua lúc này hay không á? thì cái đó tùy mình quyết định ví dụ mình sợ dịch quá mình sợ chết quá thì mình không đi à, nếu mà trường cho phép học online thì mình học online còn nếu mình cảm thấy là mình sang đây mình vẫn tự tin rằng là nó an toàn thì mình sang hay là cho bé nó sang để nó hòa nhập tốt tại vì trường bắt đi học trực tiếp thì mình sang thôi còn chính phủ là nếu họ cho sang thì mình cứ sang à, cái vấn đề mình có có quyết định như thế nào nếu có nhiều phụ huynh sợ lắm có nhiều phụ huynh là đem con về có nhiều huynh là hoãn cái việc học của con lại, tại vì họ thương con, thì nói chuyện bình thường, không không có gì khó khăn cả. À, Tuấn em tính tạo hồ sơ expect entry tại thời điểm này nhưng thấy tình hình chắc sẽ đợi lâu, anh nghĩ có nên à, à, nếu mà hồ sơ em cực kỳ nhiều điểm thì em cứ tạo thôi, nhưng khả năng là rất thấp, tại vì nhưng mà cái hồ sơ đó nó nằm ở trong một năm, một năm sau em phải tạo lại, cũng không sao, hên xui. Nguyễn Hoài Nam Thầy ơi tình hình Canada dịch có bớt không Và việc có nhiều không Cuối năm nay em bay sang Canada Với visa work permit à, Việc không nhiều đâu Tại vì bây giờ đâu có doanh nghiệp đâu Có, có hoạt động gì nhiều đâu Cơ, Cái đi sang bên này thấy Kinh tế nó ảm đạm Tại vì uh, lệnh cứ lockdown lên lockdown xuống Cho nên là uh, Các cái doanh nghiệp họ điêu đứng Đóng cửa hết trơn làm sao có nhiều việc được Cho nên là uh, từ từ không không cần thiết đâu. Còn dịch thì nó vẫn đang vẫn đang có dấu hiệu là đang ở trong cái làn sóng thứ ba, cho nên nó chưa có dấu hiệu dừng lại. À, chỉ hy vọng vào vaccine thôi, vaccine tiêm càng nhiều thì cái 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 ca nhiễm nó càng giảm xuống. Chúng ta đang hy vọng vào vaccine thôi và tới thời điểm hiện tại thì tôi thấy vaccine là cái cái giải pháp duy nhất để cứu chúng ta thoát ra khỏi cái sự gọi là à, Ừ, mất trực tự như hiện giờ. Chào thầy cho tôi hỏi Canada học trường công tốt hơn hay trường tư thục? À cái này là một chủ đề rất lớn, chỉ có thể lục lại cái 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 các cái video của tôi, tôi có nói rất rõ về cái sự công hay tư nó khác nhau như thế nào. Thì ngang đây tôi tôi nói ngay luôn, tại vì có nhiều anh chị em nó rất cực đoan, mặc dù các anh chị em không biết cái gì hết, à, tôi nói thẳng là không biết cái gì hết chứ không phải là không biết mà à, không không biết ít mà là không biết mà cứ nghe người ta nói là trường công thế này trường tư thế này toàn chúng ta nghe thôi mà chúng ta chưa có một cái dữ liệu xác thực nào hết thì à, trong đó có một cái anh gọi là các anh chị em có thể là thành viên trong cái nhóm uh, trong cái trang ở đấy anh đã cực kỳ cực đoan có nghĩa là họ chỉ biết được rằng là à, trường công thôi mà thậm chí còn nói tầm bậy tầm bạ rằng là các cái trường tư thuộc này nọ là À, của tàu hay là hoạt động không có chính thức rồi là à, như bán bằng này nọ các anh chị em mà lôi cái nhân vật nó ra là có thể bị kiện đó có thể bị kiện à, lên tòa án tại vì sao tại vì làm ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của họ thì tôi nói rằng không phải là tôi làm ở trường tư mà tôi nói cho trường tư nhưng mà cái nào có thì chúng ta phải nói có trường tư hay trường công à, họ đều hoạt động dưới quy định của bộ giáo dục cả đó. và trường tư thì cũng có nhiều cái loại hình trường tư khác nhau Đó. từ đắt tiền cho tới vừa vừa tiền Đó. và trường tư họ luôn luôn tự hào rằng là họ chăm sóc học sinh tốt hơn và cái này là thực tế thì nhiều anh chị em phụ huynh à, của của ngay các trường tôi cũng vậy tức là họ đã từng học trường công rồi và họ chuyển sang trường của tôi để được chăm sóc tốt hơn để được gọi là theo dõi sát sao hơn thì uh, Minh Thu chị có thể xem lại các cái video mà tôi nói về sự khác nhau giữa trường công và trường tư ít nhất là có hai cái livestream rất dài. Uh, tôi đăng tải lên cái uh, YouTube là Canada cần gì nói luôn. Các anh chị có thể search, lát nữa tôi sẽ gửi cái link đó cho các anh chị xem cùng với cái link sáng hôm nay. Uh, để các anh chị có một cái số thông tin đầy đủ và gần đây nhất tôi cũng có trả lời là trường công với trường tư nó như thế nào. À uh, Chứ còn cái này là một cái chủ đề cực kỳ lớn, có thể nói cả một buổi mà chưa hết. Phương Thanh, à, con cảm ơn thầy. Nguyễn Anh Thi, em mới apply trường hôm 28 tháng 4. À, rất trông mong học kỳ 4 này mà dịch ập tới thì nhiều tin tức về Ontario chắc là không kịp. À, em có kịp đi chăng nữa thì vẫn là học online thôi. Thời điểm học kỳ mùa thu này là học online hồng nguyễn hồng nguyễn thầy ơi sắp tới ontario có nhận du học sinh à, thầy có giải thích ngay từ đầu rồi có thể là chỉ vào trễ một chút nhưng mà cái thông tin đó chưa chính xác có nghĩa là do dịch bệnh cho nên là tỉnh ontario họ yêu cầu chính phủ liên bang là không nên à, tạm thời không nên cho các cái chuyến bay quốc tế tới tỉnh ontario để giảm bớt cái nguy cơ lây lan dịch bệnh thì dĩ nhiên các cái chuyến bay quốc tế này có chở sinh viên quốc tế thì sinh viên quốc tế cũng thuộc cái nhóm là tạm thời bị hoãn chưa có cho nhập cảnh nhưng thông tin này chưa có chính thức à, chưa có quyết định chính thức cho nên các anh chị em cứ chờ thêm đừng có lo đừng có nghe khi nào có thông tin chính thức tôi sẽ thông báo ở trên cái nhóm này cái nhóm này là nhóm tin tức mà cho nên là tôi cập nhật rất nhanh còn các thông tin chưa chính xác là tôi không cho đăng đâu còn các anh chị em mà cứ đọc ở đâu nghe thầy lang thầy băm gì đó là dịch tùm lum tà la ra là không ổn chút nào hết đó à, dịch một chữ hôm qua có một cái bạn dịch một cái bài thế này Ontario cấm uh, cấm giấy phép học sinh quốc tế gì đó đại loại là như vậy uh, từ một cái tiêu đề rằng là Ontario uh, request hoặc là ask for uh, suspension suspension là tạm hoãn hay là treo lại thôi cái việc đến uh, việc nhập cảnh của các cái sinh viên quốc tế chứ không có hề nói rằng là tỉnh Ontario là cấm sinh viên quốc tế hay là không cấp phép cho sinh viên quốc tế à, thì tôi vẫn không nghĩ được rằng là một cái người em nào đó mà có IELTS 6 chấm mà có thể dịch một cái tiêu đề sai bét nhè như vậy mà cũng dám đăng lên trên hội với nhóm thì cái này nó rất nguy hiểm cho nên thực tế là chúng ta đọc phải tỉnh táo mới được tin tức mà Tiên Vũ cho em hỏi chương trình New Pathway có biometric uh, mình rồi thì có cần đóng nữa không? À cái này là uh, anh chịu, tại vì là họ vẫn liệt kê trên đó là phí biometrics, mặc dù trước đây chúng ta đã đóng rồi, chúng ta đã có rồi, nhưng mà họ vẫn liệt kê thì không biết làm sao luôn. Phượng Đinh cho em hỏi trường Uni of Lakehead là Uni of Trent học lên lên học ở đây hay về trường Uni of Manitoba? Cái này phải là một cái cuộc khảo sát xem thử là vì sao? mà về manitoba rồi tại vì hỏi cả ba trường mà cho nên là không biết được kỹ thuật à, và nên học về mảng kỹ thuật gì câu hỏi rất lớn cho nên là thầy chưa có nghiên cứu để trả lời trong cái phần này được chị thông cảm à, nếu cần thì chị có thể hẹn một cái buổi nào đó thầy trả lời trong vòng một tiếng thầy hay bút lịch hẹn một tiếng đồng hồ cho cho tất cả mọi người à, nếu ai có nhu cầu hỏi là đúng một tiếng đồng hồ để, để, để phân tích cho nó rõ chứ còn không là nó rất là à, thiếu thông tin còn hai câu hỏi nữa tôi trả lời trước khi kết thúc con em đang học 12 bên Canada nếu study permit không cấp kịp ngày 1 tháng 9 thì con vẫn được học tiếp tục phải không cái này là xin gia hạn mà xin gia hạn mà chứ không phải là gì hết xin gia hạn thì gia hạn thôi cứ chỉ cần là nộp cái đơn xin gia hạn lên là được học bình thường không sao cả trong lúc chờ họ xét à, còn cái chuyện mà à, những cái hồ sơ mới hoàn toàn thì chúng ta mới mới có cái sự phân biệt rõ Hà trình con cảm ơn thầy nhiều lắm, à, lúc nào cũng tâm huyết với từng livestream, con muốn hỏi một câu. Trong một kỳ đối với khóa diploma 2 năm, ví dụ là semester 4 nếu con chỉ có một môn thực tập 7 tín chỉ thì con có được đi làm full time không? Con đang là sinh viên thì làm sao mà đi làm full time được? Cho dù con không học thì con cũng không được làm full time. Tại vì đang là sinh viên mà. Đúng không ạ? À? tức là trường chỉ bố trí ví dụ như là theo lịch học trường bố trí bình thường là bốn môn nhưng mà học kỳ cuối trường bố trí có hai môn thì con cũng không được đi làm full time tại vì à, quy định là 20 giờ một tuần trong cái thời gian đi đi học à, trừ các cái thời điểm nghỉ lễ này nọ thôi mới được đi làm toàn thời gian còn cái việc mà đi làm toàn thời gian hay đi làm ở đâu đó mà nhận tiền mặt thì đó là chuyện chỉ có là à, con biết với trời đất biết với chủ biết thôi chứ còn chính phủ không biết mà còn nếu chính phủ biết thì con có vấn đề Long Trần em check nó một hai năm một supervisor chain gì đó em hiểu là làm việc bất cứ miễn là trong supply chain field có đúng không thì họ ghi ra rất rõ này supervisor này supply chain tracking và scheduling mấy cái vị trí này em đọc thêm cái main duty nữa thì nó ra thôi là ra đúng cái nó thôi À, Nguyễn à, Kim Thanh Mai, xin cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy và gia đình cuối tuần vui vẻ. Rồi xin chào tất cả các anh chị em, bây giờ cũng đã à, vượt 40 phút so với dự kiến livestream. À, ban đầu tôi dự kiến có một tiếng nhưng mà các anh chị, chị em hỏi nhiều quá cho nên là kéo dài tới một tiếng 40 phút. À, đây là chương trình à, à, dành thời gian của cá nhân để cho các anh chị em có thêm thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một à, à, buổi tối à, vui vẻ chúc bà con Canada đi chơi uh, an lành và và tránh uh, bị phạt Xin chào